cơ thứ ba cơ bản chung, cơ bản chung cùng với cả cơ và mạch, thì nó chuyên không thể đi với giữa này được, nó phải đi cùng với gì, đi cùng với các thành phần liên quan thì cơ phải có. Thế thì trên này các bạn nhìn thấy hình ảnh cái kim trên, thì đây chúng ta có bên trên này đấy là hình ảnh về nào từ cánh tay, nào từ cánh tay thì tí nữa chúng ta sẽ mô tả nào từ cánh tay, thì đầu tiên chúng ta sẽ mô tả về cấu tạo nào từ cánh tay, chúng ta mô tả về liên quan và phân nhánh của nó, phân nhánh của nó tiếp sau đó là gì, tiếp sau đó các bạn thấy là các cái nhánh tất nào từ cánh tay thì chúng ta sẽ mô tả kỹ hơn. Ở đây chúng ta có 7 cái nhánh tất và nào từ cánh tay, thì tí nữa chúng ta sẽ nhắc đến từng cái nhánh một. Và mỗi cái nhánh ấy, thì các bạn yêu cầu các bạn nắm được cái gì, cũng giống như mạch máu khi nguyên tắc của bạn là thần kinh ấy, thì các bạn sẽ nắm được đều là gì, nguyên lý thứ nhất, thứ hai các bạn nắm được đường đi liên quan, đường đi và liên quan, thứ ba là phân nhánh. Phân nhánh thì sẽ có những cái nhánh thần kinh nó chỉ cho chi phối cho vận động, có thần kinh chỉ chi phối cho cảm giác, và có thần kinh muốn hơn tức là gì, chi phối cả vận động và cảm giác. Đấy. Rồi, thế là lần thứ ba, thứ tư nữa là các bạn gì? Thứ tư nữa là các bạn đều được cái phạm vi chi phối thần kinh. Ví dụ như là gì? Ví dụ như thần kinh thì nó chi phối hoạt động của cơ nào, nó cảm giác cho vùng da nào của chi trên. Đấy, thế các bạn làm được. Và cuối cùng thứ năm nữa là các bạn đều được một số cái áp dụng, đều được một số cái áp dụng. Còn ví dụ như là tổn thương thần kinh quay thì dấu hiệu lâm sàng là gì? Còn tổn thương ví dụ lâm sàng thì thế. Với sinh viên kinh một chúng ta nhìn rằng thì những cái đấy nó có thể chưa nhớ được ngay, nhưng mà thì khi các bạn đi lâm sàng thì các bạn thấy là những cái rất quan trọng. Thứ năm, thứ hai, thứ ba các bạn đi lâm sàng, lâm sàng đã qua chẳng hạn, các bạn thấy là gì, những cái tổn thương thần kinh mà chúng ta khám trên lâm sàng hoàn toàn có thể chẩn đoán được, chẩn đoán được. Rồi, và ở đây trên này là hình ảnh các nhánh thần kinh đi xuống phía tạo ra cơ bản. Thì các bạn lưu ý này, chúng ta biết là gì, ở vùng chi trên này nó chia làm mấy cái vùng, một là gì, một là phía trên này chúng ta gọi là vùng gì, vùng nách. Tiếp sau đó là chỗ này, ở vị trí này chúng ta gọi là gì, vùng cánh tay, vùng cánh tay. Xuống đây chúng ta có đây là gì, quỷ. Vùng dưới này chúng ta có vùng cẳng tay, thì nó chia làm cánh tay trước và cánh sau đấy, vùng cánh tay có cánh tay trước và cánh tay sau. Xuống dưới nữa này là cổ tay và đây là gì, bàn tay. Thế thì cái thần kinh của chúng ta, một số thần kinh sẽ đi tận từ cái mạch đến tận gì, đến tận bàn tay và ngón tay. Thì khi chúng ta mô tả đường đi, chúng ta mô tả đường đi liên quan thì các bạn có thể học theo gì, mô tả theo từng đoạn liên quan như thế nào, có hiểu nó gì không? Rồi, thứ hai là mục tiêu, mục tiêu của bài học về thần kinh chi trên đấy là gì? Thứ nhất là các bạn trình bày cái cấu tạo của nó dưới cánh tay, và chúng ta biết tắt này là cánh tay. Thứ hai nữa là trình bày được nguyên lý đường đi liên quan các nhánh chi phối và các nhánh cận của cánh tay. Mục tiêu này chúng ta đã vừa nhắc đến khi khoa học về thần kinh rồi. Tương tự khoa học về máu thôi, các bạn học về gì, nguyên lý đường đi ở chân nhánh của nó. Rồi thứ ba là các bạn đưa được một số áp dụng cụ thể. Thì trên này là hình ảnh về nào nó thần kinh cánh tay, các bạn có nhìn thấy không? Ở đây chúng ta nhìn thấy cái ở dưới bên này, đây là gì? Đây là hình thể trong, đây là hình thể ngoài của vi sống, vi sống. Các bạn chưa học về xương sườn mình thì các bạn biết là gì? Cơ thể chúng ta có gì? Có từ 33 đến 35 đốt sống, đúng không? Và các đốt sống đấy nó có cái lỗ đốt sống ở vật vạn tạo thành một cái ống sống. Trong ống sống thì nó chứa này, nó gọi là thủy sống. Cấu tạo của thủy sống của hình thể ngoài ấy, các bạn thấy là nhìn nó có các gì, các cái từng gân đấy. Các bạn nhìn này, các cái từng gân này đấy. Và giữa cái từng gân đấy là các cái rãnh, thì ở đây chúng ta có từ các cái rãnh này nó xuất phát ra các cái rễ, và cái này ta gọi là các cái rễ. Thì chúng ta có rễ trước là ở phía trước và rễ sau là ở phía sau. Rễ trước hay người ta gọi là rễ vận động, còn dễ sau hay người ta gọi là dễ cảm giác. Thì hai cái dễ đấy nó sẽ thoát qua vị trí của lỗ da đốt sống và tạo thành cái thân của thần kinh sống. Từ cái thân của thần kinh sống này nó cho ra bốn cái nhánh, trong đó nó có một cái nhánh trước là cái nhánh đi ra để vận động. Thế thì ở đây này, ở đây chúng ta thấy được đây là các cái gì, các cái nhánh
anh em trước của các cái đơn vị sổ. Từ các anh em trước này thì nó tổng hợp bạn tạo thành này như thế này. Chúng ta có các anh em trước này tạo thành các cái thân. Như vậy các bạn thấy là cấu tạo đơn vị chúng ta từ cổ 5, cổ 6, cổ 7, cổ 8 và cực 1. Thì từ các cái dễ của gì? Dễ từ cổ 5 cho đến cực 1. Thỉnh thoảng có thể nhận thêm dễ từ cổ 4 hoặc là nhận thêm dễ từ cực 2 đi lên tạo thành. Thế thì từ các cái dễ này nó mới tạo hợp lại là gì? Từ cái dễ này nó tạo hợp lại tạo thành các cái thân. Và cái màu sắc mà các bạn nhìn thấy đây, cái màu này, màu cam này là liền các cái thân. Thì chúng ta có ba cái thân là từ cổ 5, cổ 6 thì chúng ta có đây là gì? Đây cổ 5, cổ 6 đó, đây là thân trên. Từ cổ 7 đi một mình luôn tạo thành thân giữa. Và cổ 8, cổ 1 tạo thành gì? Thân dưới. Nhưng mà các bạn thấy do cổ 5, cổ 6 nên là cổ 6 là thân trên, cổ 7 là thân giữa và cổ 8, cổ 1 là thân dưới. Cái này trước kia tôi sẽ có quà các bạn nhé. Tôi sẽ có quà các bạn ấy. Có thể là tiếp nhận nó một chút. Nhưng không biết là giờ đã sửa chưa? Đã sửa chưa? Nếu mà cái sách nó tái bản như bao năm trước ấy, hoặc là vẫn là cái bản như vậy các bạn mua ấy, thì là nó chính xác là nó biết nhiều một chút. Đấy, các bạn lưu ý không? Là gì? Cổ 7 là tạo thành thân giữa, và cổ 8 và cổ 1 là tạo thành gì? Thân dưới. Yeah. Rồi, tiếp tục này. Từ các cái thân này nó mới cho ra các cái nhánh trước và nhánh sau. Từ các cái thân cho ra nhánh trước và nhánh sau. Ở đây các bạn nhìn thấy cái màu xanh này là để hiểu ý nhánh trước nhá. Yeah. Cái màu xanh này là nhánh trước. Còn phía đây, cái phía này, đây cái màu xanh phân biệt này là gì? Nhánh sau. Như vậy mỗi cái thân nó cho ra mấy nhánh trước? Mỗi cái thân thì nó cho ra thì một nhánh trước và một nhánh sau. Như vậy tổng các bạn có gì? Ba nhánh trước và gì? Ba nhánh sau. Ok rồi. Thế thì các bạn nhìn thấy nhánh trước của thân trên và thân giữa thì nó tạo thành cái bó này. Bó này người ta gọi là bó ngoài. Nhánh trước của thân trên và thân giữa tạo thành bó ngoài. Nhánh trước của gì? Của thân dưới thì tạo thành bó trong. Nhánh trước của thân dưới tạo thành bó trong. Và nhánh sau của cả ba thân, nhánh sau đây, nhánh sau của cả ba thân thì tạo thành gì? Bó sau. Các bạn là bó ngoài, bó trong, bó sau. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy là tí nữa chúng ta thấy ở đây có cái này là gì? Động mạch ngắt. Và đây là hình ảnh mà gì? Để thì là gì? Các cái bó liên quan với động mạch ngắt. Tất nhiên là tí nữa chúng ta sẽ học nó phân chia theo nhiều đoạn khác nhau. Đấy. Nhưng tuy nhiên các bạn nhìn chung lại các bạn thấy là gì? Đây sẽ là bó ngoài, thấy chưa? Đây sẽ là bó trong và đây sẽ là gì? Bó sau. Và ở đây tương tự nếu các bạn áp vào thì đây sẽ là bó ngoài, bó sau và gì? Bó trong. Các cái bó này nó sẽ quay quanh một cái nách. Tất nhiên là từ vị trí khác nhau. Như vậy là các bạn cũng sẽ có đi ba bó: bó ngoài, bó trong và bó sau. Từ các cái bó này thì các bạn lấy cho ra các nhánh tận. Từ các cái bó này cho ra các nhánh tận. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có 7 cái nhánh tận. Tuy nhiên là gì? Tuy nhiên là ở trên hình ảnh này thì người ta chỉ vẽ các cái nhánh to. Các bạn nhìn thấy tôi có thể chỉ một vài nhánh để các bạn nhìn. Ở bó ngoài, bó ngoài do hai thần kinh. Một là thần kinh này. Thần kinh này chúng ta gọi là thần kinh cơ bì. Và cái này là dễ ngoài của thần kinh giữa. Dễ ngoài thần kinh giữa đây. Dễ ngoài thần kinh giữa. Đấy. Như vậy là cho hai thần kinh. Bó trong. Bó trong thì cho những cái gì? Bó trong thì các bạn thấy là cái nhánh to này. Đây chúng ta nhìn thấy đây. Đây là thần kinh trụ. Đó là thần kinh trụ đây. Thần kinh trụ. Và tương tự như thế nó cho lên một cái nữa. Đấy là dễ trong của thần kinh giữa. Để rồi hai cái thần kinh dưới ngoài dưới trong này nó hợp lại thành chữ Y ở đây và tạo thành thần kinh giữa đi ở phía trước của động mạch nách. Đi ở phía trước của động mạch nách như hình này, các bạn nhìn thấy dưới ngoài đây. Rồi đây là dưới trong, đây là gì? Dưới ngoài của thần kinh giữa. Thì đây chúng ta nhìn thấy đây, dưới ngoài dưới trong này thì tạo thành gì? Tạo thành thần kinh giữa đi ở phía trước của động mạch nách. Thấy chưa? Đấy. Có trong còn cho cái gì nữa? Ngoài hai cái nhánh to của cơ thể là thần kinh trụ và gì? Và dưới trong thần kinh giữa. Thì bó trong còn cho các cái nhánh này, đấy, hai cái nhánh nhỏ này,
người ta gọi là các cái thần kinh bì cánh tay trong và thần kinh bì cánh tay trong. Khi mà các bạn nhắc đến thần kinh bì, tức là các bạn nghĩ đến nó là gì? Đó là thần kinh cảm giác. Cứ cái nào có sự bì đi kèm thì nó sẽ là gì? Cảm giác, tức là gì? Nó đi ra phía lông, nó đi ra phía da, cảm giác thì chúng ta xấu đấy, đau chẳng hạn. Đấy là do gì? Chúng ta có cái nhánh thần kinh bì, à, nó truyền cái số lượng ra về. Rồi như vậy đấy là gì? Đấy là bó trong. Thế còn bó sau thì sao? Bó sau đây, bó sau thì các bạn thấy là gì? Bó sau thì nó cho ra hai cái nhánh to, hai cái nhánh to tức là nhánh tận đấy. Nhánh tận ở đây là chúng ta có cái thần kinh này, đây là thần kinh lách, thần kinh lách nhá. Thần kinh này các bạn được nhìn thấy ở bài gì? Bài lục mạch chắc là cũng nói qua một chút rồi, đúng không? Rồi, và cái thần kinh thứ hai các bạn nhìn thấy đây, đây là cái nhánh này. Đây là thần kinh quay. Thần kinh quay này đã được nghe đến ở bài bài xương nghe thấy chưa? À, đúng rồi, chúng ta có xương cánh tay, có một cái rãnh thần kinh chạy trên dưới bên trong và ngoài, chúng ta gọi là rãnh thần kinh quay. Và cái thần kinh quay này thì à, khi phát ra khỏi vị trí của não thì nó gì? Nó đi vòng quanh thì vòng quanh xương cánh tay hay là vòng quanh làm cho thần kinh quay. À, ngoài các cái nhánh mà gì? Ngoài các nhánh tận chúng ta kể trên đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trên này. Ở trên này, và từng mỗi phần nó sẽ có những cái nhánh khác, người ta gọi là các cái nhánh bên. Các cái nhánh tận tức là gì? Xuống dưới các cái bó này thì người ta gọi là nhánh tận. Còn lại từ gì? Từ thân này, từ thân này là từ các cái thân ở phía trên này. Đấy, và từ cái rễ thì chúng ta đều gọi là gì? Các cái nhánh bên. Các cái nhánh bên này có thể xuất phát từ rễ, từ thân hoặc thậm chí là gì? Thậm chí là từ cái phần trên của bó này. Đấy, còn khi mà xuống dưới này thì là gì? Gọi là nhánh tận. Rồi, thế thì ở đây các bạn nhìn thấy đây, cái vị trí này chúng ta nhìn thấy là rễ này, đây sẽ là gì? Thân này, cắt xuống đây sẽ là gì? Là bó nhé. Đấy là ba phần cấu tạo của cánh tay, đã hiểu chưa? Hiểu chưa? Chúng ta phải nhắc lại không? À, cái phần này nếu các bạn à, có cách để các bạn rất dễ nhớ là gì? Các bạn mà nếu đọc sách giáo khoa thì lâu còn nhớ, các bạn mới còn vẽ lại. Quan cái là dưới tay, nhé, cái là dưới tay. Quan hoàn toàn bỏ qua cái hình ảnh của cuộc sống đi. Quan chỉ cần vẽ là gì? Của năm, của sáu, của bảy, của tám, của giống như hình ảnh con lát các bạn. Hình ảnh con lát các bạn. Sau đó là gì? Từ các cái phần này, chúng ta làm cái dễ. À, từ cái dễ này tạo thành cái thân. Từ các cái thân nó chia thành các cái nhánh trước và nhánh sau. Đấy, từ các nhánh trước và nhánh sau ấy, thì nó gì? Nó sẽ cho ra cái hình các cái bó, và từ cái bó cho ra các hình tượng. Đây, trên này là cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy về làm cái hình tay. Và các bạn nhìn thấy đây, đây là đầu bằng chỉ lò này. Đầu bằng chỉ lò này khi đi qua điểm giữa của xương đòn thì đầu tiên trở thành gì? Một mảnh nách. Và đầu mảnh nách sẽ ra một đường hình hướng từ điểm giữa xương đòn đến đi đến điểm giữa nước cốt cửu khi tay giảm chín độ nó một tay ngửa như này. Đấy, nếu chúng ta nhìn ra thì đây chính là gì? Một mảnh nách. Thế còn những cái vòng vàng chúng ta nhìn thấy đây này chính là gì? Chính là làm rối thần kinh cánh tay nhé. Cái các bạn nhìn thấy ở cái phần này, đây là cơ bắp hàm trước và đây là cơ bắp hàm sau. À, xương cơ bắp hàm trước, cơ bắp hàm giữa thì cái làm rối cánh tay ấy, nó sẽ thoát ra ở giữa hai cơ, khoảng giữa hai cơ bắp hàm, cơ bắp hàm trước và cơ bắp hàm giữa. À, nó sẽ chia làm hai phần. Một cái phần chúng ta thấy đây là cái xương đòn của ta, thì cái phần ở trên này chúng ta gọi là phần này là phần trên đòn, phần trên đòn là ở dưới tay. Thì cái phần trên đòn này nó sẽ liên quan cái gì? Nó sẽ nằm ở cổ và liên quan đến các cái thành phần ở trên cổ này. Được chưa? Còn cái phần này từ đây trở xuống này thì ta gọi là phần gì? Phần dưới đòn là ở dưới tay. Và phần dưới đòn này sẽ liên quan cái gì? Liên quan đến nách và liên quan với tiếp tục tìm dưới như là cánh tay, cẳng tay, vân vân. Đấy, thì đây là phần dưới đòn. Đây là hình ảnh mà người ta vẽ cắt rời làm rối cánh tay người ta, cắt rời làm rối cánh tay người ta. Và các bạn nhìn lại một nữa, nếu như hình ảnh này thì các bạn vẽ rất dễ, đúng không? Các bạn nhìn thấy cổ năm, cổ sáu này, cổ bảy này, cổ tám và cổ một này. À, từ đây thì gì? Từ đây nó sẽ tạo thành các cái thân, nhà thân trên, thân giữa và thân dưới. Từ các cái thân này cho ra những nhánh trước và nhánh sau đây. Đấy, nhánh trước nhánh sau này tạo thành các cái bó, đây sẽ là bó ngoài này, đây sẽ là bó sau này, đây sẽ là gì? Bó trong.
và từ các cái bó này thì tiếp tục cho ra các cái nhánh tắt đi cùng nó. Đây là hình cơ vi sẽ ngoài đường hình giữa, đây là thần kinh trụ sẽ trong đường hình giữa, đây là thần kinh giữa, đây là thần kinh nách và đây là gì, thần kinh quanh. Thì các bạn thấy là cái đường vân tay này nó sẽ cũng bị chia làm ba phần, nó liên quan đến một cái cơ, một cái mốc cái cơ đấy, ở đây chúng ta gọi là cơ ngực bé. Cơ ngực bé này nó sẽ chia ra đường vân tay thành ba đoạn, ở cái phần dưới đoạn này đó là đoạn trên cơ ngực bé, đoạn sau cơ ngực bé và đoạn dưới cơ ngực bé. Thế thì ở đây bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái phần đầu tiên, ở liên quan của đường vân tay, đấy là phần ở trên đòn. Thì phần trên đòn thôi, các bạn đã nhìn thấy cái hình ảnh của bạn rồi, nó không quay lại này nữa. Ở đây các bạn có cái này, có cái này, đây là cái hình ảnh mà gì, hình ảnh mà chúng ta nhìn nghiêng, vâng, nhìn nghiêng của vùng cổ các bạn. Thì vùng cổ, cơ vùng cổ các bạn chưa học đến, tuy nhiên là nó chia làm vùng cổ trước và vùng cổ bên, vùng cổ trước và vùng cổ bên. Thế thì ở đây các bạn có một cái cơ này, các bạn nhìn thấy cơ này không, cơ này, cái này các bạn biết là cơ gì không? À, cái cơ này gọi là cơ bất động trụ. Cơ bất động trụ, cái cơ này thể hiện cái động tác như các bạn nghiêng cổ sang bên đối diện này, các bạn sờ rồi nha. À, các bạn sờ thấy cơ này không? À, cơ này là cơ bất động trụ. Cơ này là cái mốc tương đối quan trọng trên lâm sàng để người ta giúp gì? Giúp chúng ta tìm các kinh mạch, kinh mạch thì người ta tuần chuyển vào đây. Đơ cổ quan trọng rồi. Rồi, đấy là cơ thứ nhất. Đây là cơ bất động trụ. Cơ thứ hai các bạn nhìn thấy cơ này không? Cơ này người ta gọi là cơ hang. Cơ hang, cơ hang mình đưa sau này. Và đây là gì? Đây là sự đòn. Thế thì ở đây nó có một cái tam giác, một tam giác tạo thành 13 cạnh. Một là gì? Bờ trước của cơ hang, bờ sau cơ hồng trụ và bờ trên của sự đòn. Đây, bờ sau cơ hồng trụ này, bờ trước cơ hang này và bờ trên sự đòn. Các bạn nhìn thấy cái tam giác không? Rồi, trong cái tam giác đấy thì chúng ta thấy gì? Nó sẽ được cái cơ vai móng này, nó sẽ được cái cơ vai móng, đây chính là cái tam giác này, nó sẽ được cái cơ, đây là cơ vai móng, cơ vai móng là có hai bụng, bụng trên và bụng dưới. Cái hình ảnh của nó lộ ra đây sẽ là bụng dưới cơ vai móng, thì nó sẽ chia thành hai cái tam giác nhỏ hơn, và đây nếu các bạn nhìn cái màu vàng này không, nếu chúng ta nhìn rõ thì đây chính là vị trí của cơ ở đằng trước, đấy, còn đây là vị trí cơ ở đằng sau, cơ ở đằng giữa. Thì cái đám đông cánh tay như lúc chúng ta nói ở phần trên đòn, nó lách qua gì? Giữa cơ bột năng trước và cơ bột năng gì? Giữa, rồi, chính xác. Và nếu các bạn nhìn lại cái hình này, đây là cơ bột trước và đây là gì? Cơ bột giữa và cơ bột tay, nó lách vào cái gì? Đấy, để lộ ra cái phần trên đòn này. Được chưa? Lộ ra phần trên đòn. Như vậy, khi nó lộ ra ở phần trên đòn này, thì gì? Thì nó liên quan với cái gì? Ở đây, các bạn thấy, nó phải liên quan đầu tiên là liên quan đến cái cơ. Cơ, thế thì cơ nó liên quan đến cái gì đây? Nếu chúng ta nhìn ở đây thì nó sẽ nằm ở trong gì? Nằm trong cái vị trí của lá cắt cổ này, đúng không? Nằm trong vị trí của lá cắt cổ. Như vậy nó liên quan với cơ lưỡng tổng trung này, liên quan với gì? Cơ thang này, liên quan với các cái cơ bột thang, đúng không? Cơ bột thang trước và cơ bột thang giữa. Đấy, liên quan với các cơ đấy. Để mà chúng ta nhìn được cái hình ảnh cơ này thì các bạn đã phải góp đi cái gì rồi? À đúng rồi, da thì nữa, mỡ dưới da, mạc cổ và sau đó những cơ rất là mỏng từ vùng cổ này, đó là cơ bám da cổ, nhớ, cơ bám da cổ. Như vậy nếu mà liên quan ở phía trước của nó chính là gì? Chính là da và phần của cơ bám da cổ. Và ở đây hình ảnh này người ta đã góp đi rồi thì chúng ta nhìn được cái cơ đấy, đấy là liên quan nhất, đấy là liên quan với cơ. Liên quan thứ hai, ngoài các cái cơ đấy còn một cái cơ nữa mà chúng ta vừa nói đến là cơ gì? Cơ vai móng bắt chéo của cái gì? Phía trước là cái tay này, bắt chéo phía trước là cái tay. Rồi cơ tiếp theo các bạn thấy là cái thành phần tiếp theo các bạn thấy liên quan đấy là gì? Đấy là tĩnh mạch. Tĩnh mạch. Thế thì ở đây các bạn nhìn thấy đây, đây là tĩnh mạch cảnh, tĩnh mạch cảnh ngoài, tĩnh mạch cảnh ngoài. Và người ta sử dụng cái tĩnh mạch này thì là cái đường truyền cổ này, các đường truyền cổ này. Nếu các bạn còn quan niệm sàng các bạn thấy là gì? Thứ hai là cái ven này đường truyền cổ này, chúng ta sử dụng cái tĩnh mạch cảnh ngoài này. Thế thì tĩnh mạch cảnh ngoài là cái mắt chéo đây, đây là vị trí tĩnh mạch cảnh ngoài này. Tĩnh mạch cảnh ngoài này sẽ đổ vào tĩnh mạch dưới đòn và sau đó đổ về tim. Thế thì ở tĩnh mạch cảnh ngoài các bạn thấy là nó cũng đi qua phía trước của gì?
phía trước của đầu dây tai. Đấy, nó đi qua với cái mặt. Đây là cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy các cái cơ. Rồi, tĩnh mạch cảnh ngoài nha. Bây giờ còn một cái thành phần nữa các bạn liên quan đến thần kinh. Thần kinh ở đây các bạn nhìn thấy các cái nhánh thần kinh này. Cái nhánh này người ta gọi là thần kinh trên đòn, xuất phát từ đầu gối cổ. Thần kinh trên đòn này nó đi ra gì? Đi ra da ở vùng mặt trước của xương đòn này và nó cảm giác ra ở các cái vị trí này. Thì nó gồm có ba nhánh: trên đòn ngoài này, trên đòn gì? Trên đòn trung gian này và trên đòn trong. Và ngoài trung gian và trong. Và như vậy nó cảm giác ra cái vùng gì? Vùng phía trước, mặt trước của xương đòn này. Thì các cái nhánh thần kinh trên đòn này nó cũng bắt chéo phía trước của gì? Của cái đòn dây tay ở đầu trên đòn này. Và như vậy nó có liên quan với cái thần kinh gì? Thần kinh này, cái thần kinh trên đòn. Đấy. Rồi. Đây là cái hình ảnh mà một hình ở bên bên này. Đây là cho online các bạn này. Hình ảnh này là hình ảnh chúng ta thấy là chúng ta chưa cắt bỏ cái cơ khỏe, cơ khỏe. Thì ở đây có một số cái chi tiết các bạn đã nhìn thấy ở phía trước rồi. Ví dụ như chúng ta nhìn đây, đây là cơ thang nhá. Đây là cơ của thang trước này, đây là cơ của thang giữa này, và đây là cái phần gì? Cơ cành, đây là cơ vai móng, cơ vai móng. Thế thì liên quan cơ thì vừa chúng ta nói rồi, không nhắc lại nữa. Liên quan về mạch thì gồm có động mạch và tĩnh mạch, chúng ta cũng nhắc đến rồi. Nhắc đến tĩnh mạch rồi, đấy là tĩnh mạch gì? Đây, tĩnh mạch cảnh ngoài này, rất là to này. Các bạn thấy chưa? Đấy. Ngoài tĩnh mạch cảnh ngoài thì ở đây nó còn liên quan đến một cái động mạch. Đây, các bạn có đây là cái thân này, người ta gọi là thân sườn cổ, thân sườn cổ. Và cái này nó cho ra các cái động mạch như động mạch trên vai, động mạch ngang cổ này. Thì cái động mạch ngang cổ này nó chạy vòng như này, nó chạy vòng qua như này. Và như vậy nó sẽ đi như cái hình ảnh này, các bạn thấy là gì? Là động mạch ngang cổ này thì nó sẽ bắt chéo ở phía trước của gì? Phía trước của đầu dây tai. Phía trước đầu dây tai. Như vậy liên quan mạch ở đây thì các bạn có hai cái mạch, một là tĩnh mạch cảnh ngoài và hai là động mạch ngang cổ. Được chưa? Tĩnh mạch cảnh ngoài, động mạch ngang cổ. Liên quan thần kinh thì cái thần kinh ở lông nhất và rồi chỉ thấy trước rồi, đó là các cái thần kinh trên đòn. Tiếp sau đó nếu chúng ta bóc qua cái thần kinh trên đòn để đi vào sâu hơn thì các bạn nhìn thấy đây, đây là thần kinh này, đây là thần kinh hoành. Thần kinh hoành xuất phát từ đầu gối cổ và đi xuống dưới qua gì? Qua mặt trước của cái cơ bộ thang này, cơ bộ thang trước qua gì? Và như vậy là gì? Nó cũng đi qua liên quan với cả gì? Đầu dây tai, thần kinh trên này. Đấy. Rồi, một cái thành phần động mạch nữa mà các bạn thấy lưu ý đây là động mạch gì? Động mạch này là động mạch gì? Động mạch to nhất này này, ở chỗ này này. Động mạch gì đây? Động mạch dưới đòn, nghe là động mạch dưới đòn. Thì các bạn thấy động mạch dưới đòn nó nằm phía sau của cái cơ bộ cang trước này. Đấy, nó đi sát với cả vị trí của gì? Sát với cả làm rồi cánh tay và phần trên đòn này. Và như vậy là gì? Làm trên cánh tay cũng liên quan luôn với cả gì? Với cả động mạch dưới đòn ở vị trí này. Đấy. Rồi. Bây giờ đến phần dưới đòn. Như vậy phần trên đòn tổng kết lại thì các bạn chia ra là gì? Liên quan đến cơ. Cơ thì gồm có gì? Cơ thì gồm có một là da và lớp mô da và cơ bào da cổ. Tiếp sau đó ở sâu hơn nó sẽ là gì? Nó sẽ là cơ bào da trước, cơ bào da giữa, cơ lớp bào chúng, cơ hang. Đấy là liên quan với cơ. Liên quan với mạch thì các bạn lưu ý là có tĩnh mạch cảnh ngoài và động mạch ngang cổ, động mạch dưới đòn. Liên quan với thần kinh thì các bạn có gì? Liên quan với thần kinh thì các bạn có các nhánh của thần kinh trên đòn và thần kinh ngoài. Đấy là những cái các bạn thấy liên quan chính khi mà chúng ta nhắc đến cơ là đầu dưới tay là trên đòn. Còn phần dưới đòn, phần dưới đòn thì sao? Đây, ở phần dưới đòn ấy thì các bạn thấy ở đây chỗ toàn bộ thế này sẽ là nằm dưới cánh tay ở phần dưới đòn. Thì phần dưới đòn nó liên quan xin lỗi, ở phần dưới đòn này ghi nhầm, nó là ở phần nách nha. Phần nách là nó liên quan với cơ gì? Cơ ngực bé và động mạch nách. Ở đây chúng ta có đây là cơ ngực lớn nha, cơ ngực lớn này. Và người ta đã cắt bớt cái phần của cơ ngực lớn này. Cơ ngực lớn này bám vào đâu? Cơ ngực bám vào đâu? Bám vào xương ức này, chỉ nhớ xương ức xương đòn này, qua trong xương đòn này, xương ức này, và gì nữa, và các cái xương sườn, đúng không?
Thế thì nó sẽ đi lên bán phần ở đâu? Bán phần ở đâu? Đây, đây là cái cách luôn này. Bán phần vào đi. Bán phần vào đâu? Bán phần vào đi. Màu phủ lớn. Màu phủ lớn. Rồi, thế còn đây là gì? Đây là cơ gì? Cơ bẻ. Đó. Cơ bẻ bán như nào? Mỏng quá. À đúng rồi, bảo tư gì cũng từ các cái xương sườn đúng không? Trên gì? Trên cái mỏng quạt. Và cơ khỏe là bắp chéo phía trước của toàn bộ cái đầu này. Tức là gì? Bao gồm có động mạch nách, tính mạch nách và đầu dưới cánh tay. Thì do cơ khỏe nó bắp chéo qua đây, cho nên nó chia cái phần dưới đầu của đầu cánh tay này thành 3 phần. 3 phần. Phần này người ta gọi là phần trên cơ khỏe. Phần này người ta gọi là phần gì? Sau cơ khỏe. Sau cơ khỏe. Còn phần này là phần gì? Dưới cơ khỏe. Mỗi phần thì có liên quan như thế nào? Đây, đây là cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy. Đây là hình ảnh cho mắt các bạn đây. Cơ lớn này, bóc và lật ra. Đây là cơ gì? Cơ bé bóc và lật ra. Đây là cái vị trí bám của mỏng quạ đây. Đây là lớp của cơ bé đây. Thì cơ là như thế này. Cơ là như thế này. Đấy. Và nó chia cái xương đòn chúng ta cắt bớt đi rồi thì chúng ta nhìn thấy cũng giống như chúng ta có đây là trên đoạn trên cơ khỏe đoạn gì sau cơ khỏe và đoạn gì dưới cơ khỏe đấy thì chúng ta có đoạn trên cơ khỏe đây và sau cơ khỏe và đoạn gì dưới cơ khỏe rồi ở nhà bên này thì các bạn thấy gì ở nhà bên này thì các bạn có cái phần này là cái phần mà liên quan với cả động mạch nách. Vậy chúng ta nói là nó liên quan với hai phần chính là một là gì cơ bẻ và thứ hai là gì động mạch nách. Thế thì ở đoạn trên cơ động bẻ thì các cái nhánh của đầu dưới cánh tay liên quan với động mạch như thế nào? Thì đoạn trên cơ động bẻ này, đoạn trên cơ động bẻ này thì ở đây chúng ta có đây là gì thân trên, thân giữa và thân dưới. Xuống đây nó chia làm các cái nhánh trước và nhánh sau. Thì ở đây xuống đây chúng ta tạo thành các cái gì? Các cái bó. Thì ở đoạn trên cơ bẻ thì là thân trên và thân giữa thân trên và thân gì thân giữa thì nằm ở phía gì phía ngoài của mạch còn thân dưới thì nằm ở phía gì phía sau của mạch thì chưa thân trên và thân giữa thì nằm ở ngoài còn thân dưới thì nằm ở phía gì phía sau của mạch tiếp đó khi đi xuống dưới này đi xuống dưới này đoạn sau cơ bẻ này sau cơ bẻ tức là đoạn này đoạn sau cơ bẻ thì các cái thân đó gì nó dần dần nó vây quanh động mạch dần dần vây quanh động mạch thể hiện là gì thể hiện ở đây là các cái thân này là các bó thì bó ngoài nằm ở phía ngoài động mạch bó trong nằm ở phía trong động mạch và bó sau thì nằm ở gì sau động mạch và các cái bó này người ta mô tả là gì vây quanh động mạch đúng như tên gọi của nó đúng như tên gọi của nó tức là gì bó ngoài nằm phía ngoài bó trong nằm ở gì phía trong và gì bó sau nằm phía sau khi xuống đoạn dưới cơ khỏe thì các cái bó này cho ra các cái nhánh tận cho ra các cái nhánh tận và các cái nhánh này đầu tiên thì chạy gần sát động mạch sau đó thì dần dần tách ra rồi xa dần động mạch rồi xa động mạch trừ có một cái thần kinh duy nhất mà trung thành đi cùng với động mạch đó là cái này là thần kinh giữa thần kinh giữa là trung thành nhất cùng động mạch còn lại các cái nhánh như thần kinh cơ bì này, thần kinh trụ này, rồi là thần kinh nách này, thần kinh quay này thì dần dần là gì tách rời ra khỏi mặt. Như vậy ở cái đoạn mà trên cơ bé thì các bạn lưu ý cho là thân trên và thân dưới là một cái mặt, còn thân dưới là một cái sau. Đoạn sau cơ bé thì các cái thân là cái bó với quanh cơ bạch như tên gọi rồi, và đoạn dưới cơ bé thì các cái thành phần nhánh tận của các bó là gì rời xa động mạch đấy trừ được là kinh giữa và kinh trung là nhất động mạch đây là chúng ta phân chia tạng nha các cái đoạn rồi bây giờ phân nhánh của đầu dưới cánh tay thì ở đây chúng ta sẽ mô tả theo vị trí tức là chúng ta vừa làm từ cánh tay chia làm hai phần phần trên đòn và phần gì phần dưới đòn
Như vậy khi chúng ta mô tả phân nhánh thì giống như trong sách của các bạn, các bạn đều lớn thì các bạn sẽ phải các cái nhánh trên phần gì, phần trên đòn, okay, và các cái nhánh trên phần gì, phần dưới đòn. Các cái nhánh trên đòn chính là cái nhánh xuất phát từ đâu? Từ rễ và gì? Từ đâu nữa? Từ thân, đúng không? Còn các cái nhánh ở phần dưới đòn là xuất phát từ đâu? Xuất phát từ các cái bó, từ các cái bó. Và các nhánh ở phần dưới đòn thì nó cũng chia làm hai phần, nhánh bên và nhánh tận. À, còn các cái nhánh mà từ gì, từ rễ và từ thân nó chỉ có gì? Chỉ có nhánh bên thôi. Nhánh bên là gì? Còn nhánh tận nữa, đúng không? Thì có nhánh tận nữa. Rồi, thế thì ở đây trên này chúng ta có năm cái thần kinh, năm cái thần kinh thuộc phần trên đòn, năm cái thần kinh đòn. Trong đó kinh điển và cái tài liệu nước ngoài người ta chỉ viết bốn cái thần kinh chính nhé, do thần kinh lưng vai, thần kinh lưng dài, thần kinh cơ dưới đòn và thần kinh trên quai. Còn trong sách giáo khoa chúng ta các thầy cần thêm cái nhánh này là cái nhánh lên cơ đồi thang và cơ dài cổ. Thì các bạn biết là gì, động mạch khi đi qua khu vực nào thì nó gì, nó cho nhánh thì cấp máu cho gì khu vực đấy, ví dụ đi qua vị trí cơ nào thì nó gì cho nên nhánh cấp máu cho đấy. Thì thần kinh cũng tương tác như vậy, thần kinh tương tác như vậy là gì, nó phải tạo đường đi ngắn nhất, tức là gì, đấy là gì, khi đi qua vị trí cơ nào thì là nó gì, nó chi phối khu vực đấy. Thì ở đây chúng ta nói là gì, cái đầu dưới cánh tay nó thoát ra từ cơ bộ đằng trước và gì, cơ bộ đằng giữa. Như vậy là gì, đương nhiên là gì, nó phải có cái nhánh cơ gì tới cơ bộ thang, các nhánh cơ bộ thang. Và thứ hai là gì, ở phía sau này chúng ta có cơ dài đầu, cơ dài cổ này thì là gì, do xuất phát từ rễ, từ các đốt sống này, thì khi đi qua đây thì họ cho đưa cái nhánh ở vị trí này, được chưa? Đấy. Và đây với hình ảnh này thì các bạn nhìn thấy đây, cái đang dùng cái cổ 5 này, cổ 6 này, cổ 7 này, cổ 8 này, cổ 1 này, cái đây là cái cổ 4 này. Thế thì cái phần đây các bạn nhìn lại cái phần này, đây các cái nhánh này là các cái nhánh tới gì, tới đây, tức là tới cơ rễ thì đấy gọi là các cái nhánh tới cơ thang và cơ gì, cơ dài cổ, được chưa? Đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là gì, ở đây chúng ta thấy là gì, từ cổ 5 đến cổ 8 luôn, đấy, cơ thang cơ dài cổ chi phối cơ, cái chi phối cơ này chính là chi phối gì, chính là chi phối vận động nhá, chi phối vận động luôn. Rồi thần kinh thứ hai mà chúng ta đề cập đến là cái này. Đây, cái thần kinh này cách ra ở đâu, các bạn nhìn thấy nó cách ra xuất phát từ cổ 5 này, xuất phát từ gì, cổ 5 ở đây là xuất phát từ rễ của thần kinh cổ, cổ 5 đây là thần kinh lưng vai, thần kinh lưng vai. Thần kinh này nó sẽ đi gì, đi từ cổ 5 và đi vòng ra phía sau này, cùng với cả gì, đi vòng ra phía sau để chi phối vận động và cảm giác cho các cái cơ ở vùng sau này, tức là các cái cơ lưng vai, cơ chạm lớn, cơ chạm bé. Tí nữa chúng ta sẽ có hình ảnh đi đến từng thần kinh một. Bây giờ chúng ta các bạn nắm một cách đại cương về các cái nhánh thần kinh này. Thần kinh thứ ba nó đến là cái này. Đây, các cái nhánh này. Các bạn nhìn lại cho tôi đây, chúng ta các cái nhánh này thì số nó kéo dài lên đây. Thì cái này đi xuống ở dọc ở bờ ngoài của ngực này. Đây là đi vào cơ giáp trước, cơ trước. Cái thần kinh này người ta gọi là thần kinh ngực dài. Thần kinh ngực dài nhá. Vậy thần kinh ngực dài là từ cổ 5 đến cổ 7 và cũng xuất phát từ dễ và đi đến chi phối vận động trong cơ giáp trước. Đấy, như vậy chúng ta được thấy ba nhánh rồi. Nhánh tiếp theo thứ tư nữa là thần kinh này. Thần kinh này của con kia là thần kinh gì? Đây, xuất phát từ thân trên này, đi dưới này. Cái thần kinh này là thần kinh cho cơ dưới đòn, cơ dưới đòn nhá, thần kinh cho cơ dưới đòn tách ra là dưới cái xương đòn này, đúng không? Các bạn biết là cái xương đòn bao giờ nó có cái rãnh, đúng không? Rãnh nằm ở mặt nào? Mặt dưới đòn. Thì thần kinh cơ dưới đòn xuất phát từ thân trên, từ cổ 5 và cổ 6 và chi phối vận động cho cơ dưới đòn. Và cái thần kinh cuối cùng, thần kinh số 5 là cái thần kinh này, thần kinh ở vị trí này. Thần kinh này cũng xuất phát từ thân trên, từ cổ 5 cổ 6. Đây là thần kinh trên vai. Thần kinh trên vai này nó đi cùng với cả động mạch trên vai. Đấy, đi qua khuyết trên vai, các bạn nhớ khuyết trên vai nằm ở đâu? Ở trên của xương bả vai và sát với cả gốc của mỏ quạ, đúng không? Chúng ta có khuyết trên vai. Và cái thần kinh trên vai này nó cùng động mạch trên vai xuyên qua thì chúng ta khuyết trên vai này đi ra mặt sau của xương bả vai. Và sau sẽ bảo vai và nó chi phối vận động đó chính là cái cơ, nó quan hệ với cái cơ trên gai, cơ dưới gai,
đấy, và vừa chọn thì ở đây tất nhiên là gì, tất nhiên là khi chúng mình qua vị trí thì tiêu chuẩn qua nó chia nhánh này cho thước qua này thế là như vậy. Chốt lại là phần trên đó các bạn có năm cái thần kinh, năm thần kinh trong đó là gì, nó có các nhánh trên đầu ngang như dài cổ này, thần kinh lưng vai này, thần kinh ngực dài này, thần kinh cơ dưới đòn này, còn thần kinh liên quan bây giờ nó sẽ nhìn hình ảnh thần kinh một trên này. Đấy là hình ảnh mà các bạn nhìn thấy về hai cái thần kinh, các bạn đoán xem có thần kinh gì. Thần kinh ngực dài. Đây hình ảnh các bạn nhìn được như thế nào? Sau. Ok, nó nhìn về sau, đây là xương đòn, đây là xương gì, vai vai này là xương bả vai, đây là từ trong là xương bả vai đúng không? À, đây là cánh tay. Thì các bạn biết cái cơ này là cơ gì không? Cầm nở. Đây là các cái cơ trán đúng không? Chúng ta có phía trên là cơ trán nhỏ, đây, cơ dưới là gì? Cơ trán to. Bản chất các cái cơ này gọi là các cơ ngoại lai đúng không? Cơ ngoại lai nên bám được không? Từ ngoài xương bả vai. Còn cơ lưng dài tức là cơ bám vị trí xương bả vai, thì cơ này bám từ cột sống này đến bờ trong xương bả vai, tầng hai cơ, cơ trán bé và cơ trán lớn. Còn phía trên này các bạn có một cái cơ nữa, đây là cơ lưng vai, cơ lưng vai, cơ lưng vai. Như vậy cái thần kinh mà chúng ta để cần đến ở đây là thần kinh nào? Thần kinh trên vai. Thần kinh trên vai các bạn thấy là xuất phát từ đâu? Thần kinh trên vai xuất phát từ cổ năm, à xin lỗi, đây là thần kinh lưng vai. Thần kinh lưng vai hay thần kinh vai sau thì xuất phát từ cổ năm, từ dễ cổ năm. Và các bạn thấy nó đi gì? Đi xuống ra phía sau này. Như vậy thì có bắt đầu có ba cái cơ này, cơ lưng vai, cơ trong bé và cơ trong lớn. Thấy chưa? Như vậy là thần kinh nhất. Thần kinh thứ hai có các bạn thấy đây, đây là thần kinh gì? Lực ngực dài. Các cái cơ này. Thần kinh thứ hai các bạn thấy đây là thần kinh ngực dài, là thần kinh ngực dài. Thì thần kinh này xuất phát từ đâu? Xuất phát từ 567, 567, thấy chưa? Đây nhá, đây là mốc của cổ bảy này, thấy chưa? Cổ bảy, cổ bảy này đốt thì người ta gọi là gốc độ. Sao các bạn học, các bạn sờ thấy ngay phía sau này, gấp gấp cổ là sờ thấy sau này. Cái đốt này là gọi là đốt, xương đốt này là đốt lồi, đốt lồi vì sao? Vì là gì? Vì cái mỏ dai của nhô ra nhất. Từ đây chúng ta có thể đến này, đây là cổ bảy này, như vậy đây là cổ gì? Sáu này, cổ năm này, cổ bốn này, cổ ba này, cổ hai này, cổ một này. Được chưa? Đấy, như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy thần kinh dài đi xuống này. Và cơ này là cơ gì đây? Cơ sống trước. Được chưa? Như vậy là chi phối cho cơ sống trước. Rồi như vậy các bạn được hai thần kinh là thần kinh lưng vai và thần kinh ngực dài. Thần kinh tiếp theo này là thần kinh trên vai. Thần kinh trên vai thì các bạn nhìn thấy đây là xuất phát từ đâu? Thần kinh trên vai xuất phát từ thân trên cho đến từ cổ năm cổ sáu. Như vậy các bạn thấy là gì? Nó như tôi đã nói là nó đi gì? Đi ngang qua vùng cổ này và đi ra phía sau, đúng không? Nó đi qua vị trí của gì? Của cái này là biết trên vai, biết trên vai đây. Các bạn vẫn là chúng ta hình ảnh chúng ta nhìn được phía gì? Phía sau. Ở đây, đây là người ta mô tả thần kinh trên vai đi trong cái tuyết trên vai. Và đương nhiên khi nó chung vào tuyết trên vai, các bạn biết cái tuyết trên vai là phần đường ấy. Cái quyết là như này thì nó sẽ có một cái dây chằng của chính này, người ta là dây chằng ngang ngang quyết, tại dây ngang quyết thì cái thần kinh nó sẽ chui xuyên qua phía dưới cái dây chằng này cùng với cả gì, cùng với cả cái hàng trên vai nhé, để đi theo phía sau. Và cái thần kinh này chi phối những cái cơ gì? Thần kinh này, đây là kinh này, cái hình dây chằng ngang vai này, cái dây chằng ngang quyết này, quyết trên vai này, thần kinh trên vai đây là gì? Đó là trên vai. Và khi đi đến đây các bạn thấy nó chia nhánh này, một là cái cơ này là cơ gì? Gan, được chưa? Đây là dưới đây là gì? Dưới gan, dưới gan, gan nhánh này, nhánh này chúng ta gọi là nhánh đau, nhánh đau khớp vai, được chưa? Cái cơ như cái nhánh của cái nhánh đấy là gì? Cái cơ này, phải chứ? Rồi, bây giờ một cái thần kinh nữa của các bạn thì cần phải đây trên này hình ảnh của thần kinh trên vai đây, trong tuổi đến đây. Để hình này thì thần kinh cơ dưới đòn. Ở đây cũng có hình cơ. Các bạn có nhìn thấy không? Thần kinh cơ dưới đòn xuất phát từ đâu? Cũng xuất phát từ đâu? Từ thân trên. Từ thân trên, đúng không? Cổ năm cổ sáu. Và cái nhánh nhỏ nhỏ này. Đây, quả thân này thì sẽ nhỏ nhỏ này.
thì nó sẽ đi xuống về gì chi phối cho cơ chế đó, như vậy các bạn đủ năm ngày chưa? Chúng ta chỉ còn 5 ngày thôi rồi. Bây giờ đến các tin nhắn của phần dưới lò, kia phần trên lò các bạn nhớ lại đầy đủ năm ngày nhé. Các nhánh của phần dưới lò, trên đây là hình ảnh của các cái nhánh phần dưới lò. Thì các cái nhánh phần dưới lò thì các bạn chia làm gì? Chia làm hai phần, một là các cái nhánh bên và hai là các cái nhánh tận. Các cái nhánh bên là cái gì đây? Nếu mà đây phần này là phần gì? Đây là trên lò đây. Cái phần này là phần trên lò thì toàn bộ phần này sẽ là phần gì? Phần dưới lò. Thế thì các cái nhánh bên của phần dưới lò có nhìn thấy ở đâu không? Đây này, chính là các cái nhánh này. Chúng ta có cái nhánh này, nhánh này. Thế còn đây là sẽ là gì? Các cái nhánh tận. Thì ở đây chúng ta có hai cái thần kinh dưới vai. Chúng ta có chung bổ sung là các cái thần kinh dưới vai được. Tuy nhiên nếu mà chia riêng ra thì nó là thần kinh dưới vai trên và thần kinh dưới vai dưới. Tiếp sau đó chúng ta có thần kinh ngực lưng và các cái thần kinh ngực ngoài ngực trong. Thế thì ở đây trên này chúng ta có thần kinh đầu tiên là thần kinh ngực ngoài đây. Thần kinh ngực ngoài như tên gọi của nó sẽ xuất phát từ gì? Từ bó ngoài. Bó ngoài. Và cái thần kinh này chi phối trong cái cơ của chúng ta. Đấy rất rõ, đấy là cơ gì? Cơ ngực lớn. Tương tự như thế, thần kinh thứ hai là thần kinh gì? Ngực trong. Thần kinh ngực trong thì cũng xuất phát từ gì? Từ bó trong của những cái căn. Và gì? Còn nó chi phối trong cơ thứ hai là gì? Hai cái thần kinh này thường ấy thì nó tiếp nối với nhau tạo thành một cái hình ảnh này. Các bạn có nhìn thấy này đúng không? Cái con cái gọi là cái này nó gọi là quai ngực, quai thần kinh ngực. Quai thần kinh ngực này là nối giữa gì? Nối giữa thần kinh ngực ngoài và thần kinh ngực trong. Cái quai thần kinh ngực này nó sẽ bắt chéo ở phía trước của bộ phận nách, bắt chéo phía trước của bộ phận nách. Lúc đó chúng ta sẽ nói là gì? Nói chúng ta nói là có một cái thành phần bắt chéo với trước mạch nhé, đấy là gì? Đấy là cái này, tức là gì? Thần kinh sữa. Thần kinh sữa có hai cái dễ, dễ ngoài và dễ trong, đúng không? Còn lại bắt chéo lên cái y này, từ phía trước của mạch nhé. Và ở đây chúng ta nhắc đến thành phần thứ hai mà các bạn đều gặp đến, đấy là gì? Đấy chính là quai ngực. Quai ngực, quai ngực kinh ngực này là do gì? Từ ngoài, từ trong, bắt chéo với trước mạch nhé. Cái điều này có ý nghĩa gì? Điều này khi các bạn đi lâm sàng hoặc các bạn học cái sát, các bạn thấy là gì? Để các bạn tìm được đường mạch nách thì các bạn có hai cái mốc, một là gì? Một là thần kinh giữa thì điểm mặt phía trước của nó, và thứ hai là gì? Nếu người ta không biết đẹp và gì không biết nhánh thì các bạn chỉ thấy là có gì? Có quan được, được chưa? Có quan được bắt chéo phía trước, cứ quan được bắt chéo phía trước cái động mạch nào có chính là gì? Có thể là nách hay là khác là gì? Cái thần kinh giữa hoặc là gì? Thì đấy là trong trường điển hình không biến đổi giải phẫu thì chúng ta sẽ có là gì? Có quan ngực và gì? Và xuất phát từ ngực ngoài bên trong. Rồi tiếp sau đó này, thần kinh thứ ba, thần kinh dưới vai trên, gọi là thần kinh dưới vai trên. Như vậy nghe là thần kinh dưới vai này, các bạn biết là chi phối cho cái gì? Cơ dưới vai. Cơ dưới vai nằm ở đâu? À, dưới. Các bạn có cái xương bảo vai có hai mặt, một cái mặt áp vào xương sườn gọi là mặt sườn, chính là ở phía trước, và một cái mặt mà có gai ở đằng sau gọi là gì? Mặt sau. Thế cái mặt ở phía trước này hay mặt sườn này thì làm sao? Thì có cái hố, nó gọi là hố dưới vai, và trong đó có cơ gì? Cơ dưới vai. Ok rồi, như vậy đây là cái hình ảnh các bạn nhìn dưới vai trên, người nó xuất phát từ phía trên và nó xuất phát từ bó gì? Xuất phát từ bó sau nhá. Đây bó ngoài đây, bó sau đây, bó sau đây thì nó xuất phát từ bó sau. Có thần kinh dưới vai trên thì các bạn sẽ thấy là gì? Đương nhiên là có thần kinh gì? Dưới vai dưới. Vì vậy trước khi nói thần kinh dưới vai dưới này, chúng ta sẽ nói thần kinh này nằm ở giữa, chắc ở giữa đó. Đây là thần kinh ngực lưng. Ngực lưng. Thì thần kinh ngực lưng này cũng xuất phát từ bó sau và đi từ bó 6 bó 8. Thì là gì? Nó chi phối cho một cái cơ là cơ gì? Cơ ngực rộng. Như vậy các bạn lưu ý này, thần kinh ngực dài chi phối cho cơ gì? Cơ dạng trước. Ở dạng trước này, ở phía sau này là thần kinh gì? Ngực lưng. Gọi là ngực lưng thì nghĩa là gì? Chi phối để cho cái cơ to nhất ở cái sau là cơ lưng rộng. Rồi và cái thần kinh này
và thần kinh dưới vai dưới thì chúng ta biết là gì, nó sẽ đi cũng xuất phát từ bó sau và đương nhiên là chi phối cho cơ dưới vai. Ngoài ra chúng ta hiểu thêm là gì, là cái thần kinh này nó chi phối cho thêm một cơ nữa, đấy là cơ gì, cơ sườn lớn. Có hai cơ là cơ sườn lớn và gì, cơ sườn bé, đúng không? Cái cơ này làm vị trí nào? Nằm ngay dưới vị trí của cơ dưới vai. Cơ dưới vai, các bạn nhìn hình ảnh. Bây giờ đây trên này là hình ảnh của các cái cơ thần kinh và các cơ chi phối. Thì ở đây chúng ta có này, đây là hình ảnh chúng ta nhìn được gì? À, chúng ta phía trước là phía sau, cái hình ảnh này. Phía trước. Cái cơ này là cơ gì đấy? Hình ảnh của dưới vai dưới nó thêm một cái nhánh nhỏ đi xuống đây để chi phối vận động. Ok, đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái này. Đấy. Rồi, phần kinh này là phần kinh gì? Ngực lưng tây với lại hình ảnh, các nhìn kia đi. Từ sau. Ok, đây là cơ gì đây? Cơ rộng là cơ của thằng ngoài. Lại đúng rồi, ok, đấy, từ ngoài nó vào. Thì đây, cái nhánh đi xuống này. Đấy là phần kinh gì? Phần kinh ngực lưng. Thần kinh ngực lưng chi phối cho cơ ngực rộng, ngực cơ ngực rộng. Và ở đây thì hình ảnh tiếp theo chúng ta cũng lại nhìn phía trước. Em nhìn trước đây là cơ ngực lớn, đây là cơ gì? Cơ khỏe hay là quá dễ dàng rồi. Đây là gì? Đây là bó ngoài, đây là bó gì? Bó trong, nhưng đây là thần kinh gì? Thần kinh hay là thần kinh ngoài đây, đúng không? Ở đây sẽ là gì? Thần kinh gì? Ngực trong. Ở đây chúng ta không có hình ảnh về quan trọng của mình là gì? Bởi vì cái này người ta không để cái trong này. Nhưng mà mình quan trọng. Cái này cũng chính là một trong các mục tiêu của các bạn. Ngoài các nhánh các bạn để lên như thế này, thì các nhánh các bạn phải chỉ cần biết thôi về nguyên lý, đường đi liên quan, phân nhánh và chi phối những áp dụng của nó. Thì chúng ta biết các nhánh tận của đám mây tay đều xuất phát từ các bó. Chúng ta có ba bó là bó ngoài, bó sau và gì? Bó trong. Nếu như cái đoạn trên này, các bạn nhìn đây, đây là thuộc các cái nhánh bên. Đây là thuộc các cái nhánh bên, thì toàn bộ cái nhánh tận ở đây. Và chúng ta có 7 cái nhánh tận. Đây chương trình mục đích chúng ta sẽ chỉ trước tiên ở bó ngoài chúng ta cho ra thì thần kinh gì, cơ bì và dây ngoài của thần kinh giữa. Ở bó trong chúng ta cho ra thần kinh trụ dây trong của thần kinh giữa để rồi hai thần kinh này ở lại thần kinh giữa. Ngoài thần kinh trụ thì chúng ta có hai cái nhánh này là các cái thần kinh bì cánh tay trong và thần kinh bì cánh tay trong. Nói để chúng ta biết là thần kinh bì cánh tay trong thì nó sẽ cảm giác ra cho bọc trong của người ta. Còn thần kinh bì cánh tay trong nó sẽ cảm giác ra cho gì? Bọc trong của cẳng tay. Như vậy là các cái nhánh thần kinh này bạn biết ngay nó đi đến đâu để tận cùng. Rồi, như vậy là hết phần bó trong. Bó sau thì các bạn có hai cái nhánh lớn, đấy là thần kinh. Đây, thần kinh là thần kinh gì? Thần kinh nách, chính xác. Và đây là thần kinh gì? Thần kinh quai. Trong đó trong điểm ba thần kinh mà lớn mà vừa gì? Vận động được cảm giác nó có là thần kinh giữa, thần kinh quay và thần kinh trụ. Thế thì ở đây là cái hình ảnh mà chúng ta đề cập đến về đầu tiên, đây là gì? Đây là thần kinh cơ bì. Thứ hai nữa đó là gì? Đó là thần kinh nách. Thứ ba là đây là thần kinh quay. Tiếp sau đó chúng ta có đây là thần kinh giữa và đây thần kinh trụ, hai cái nhánh và thần kinh bì cánh tay trong và
thông tin mình ở đây cho. Như vậy các bạn nhìn đây, bảy nhánh, nha, bảy nhánh tận. Thì chúng ta sẽ đi lần lượt vào từng cái nhánh một, Đầu tiên chúng ta đến thần kinh giữa. Thần kinh giữa thì các bạn có thể nói nghe cho tôi nguyên lý là từ đâu? Cái phần nguyên lý này là tổ 6 tên 1 là chúng ta chỉ ghi từ từ dễ thôi. Còn chính xác hơn nguyên lý của nó ở đây chính là gì? Từ bó ngoài, đúng không? Từ dễ ngoài, từ bó ngoài và dễ trong, từ bó trong tạo thành gì? Tạo thành thần kinh giữa. Được chưa? Rồi. Đường đi có liên quan của thần kinh giữa thì sao? Thần kinh giữa đi qua mang bụng. Thứ nhất là gì? Đi ở bụng gì? Nách này. Đây là thần kinh giữa đây. Thì đầu tiên đi qua bụng nách này. Sau đi qua bụng gì? Bụng hai là bụng gì? Bụng cánh tay. Thứ ba nữa đi qua bụng gì? Bụng quỷ. Thứ tư là gì? Cẳng tay. Còn xuống đây là cổ bàn tay. Thì là gì? Thì nó đi xuống đây. Còn nó chia ra các nhánh tận. Phân nhánh của thần kinh giữa thì các bạn biết là gì? Nó chia làm hai là nhánh. Một là gì? Phân nhánh là vùng gì? Nhánh bên là vùng cẳng tay, vùng cánh tay. Và gì? Và nhánh tận là ngang tay. Đây là những điều đầu tiên. Đấy là gì? Nguyên lý và mặt rồi. Đường đi liên quan. Đây trên này cái hình ảnh này trong mắt của các bạn đây. Đây là cơ gì đây? Cái này là cơ gì? Khi xuống đâu qua điểm nào thì đổi tên, nét đổi tên là cánh tay. Hả? Ở dưới là gì? Giống như đường hình của cách, đúng không? Có từ điểm giữa sơ đồ thì điểm giữa của gì? Nó có kiểu, đúng không? Rồi, ok. Cái đường hình bắt được không? Cái các bạn học bài là chi trên, các bạn biết mấy chỗ bắt mặt của chi trên? Bắt được bài nhé. Cái này sau này đi lâm sàng thì phải biết bắt mặt của chi chứ. Đúng không? Năm thứ hai các bạn nói ra các bạn phải biết bắt mặt của chi. Tất nhiên là nói ra thì các bạn phải biết bắt gì? Nó phải cánh tay. Cái đó ở đây các bạn có cái đáp chưa? Qua đã thử đo cái đáp rồi chưa? Cái năm thứ hai con học về môn điều dưỡng. Theo điều dưỡng thì người ta sẽ hướng dẫn các bạn có cái đáp. Trong đó một tên động tác gọi là một tên quy trình khi bạn có cái đáp là các bạn sửa bắt được gì? Các bạn bắt được bằng cánh tay, cổ rãnh cái gì? Cái gì đầu ngoài này? Các bạn thì từ đó các bạn phải nghe cái trí đầu ngoài này. Ok, rồi. Thì ở đoạn nách ấy thì đoạn nách ấy thì thần kinh giữa liên quan đến nào? Ở đoạn nách thì thần kinh giữa đi ở phía gì? Thần kinh giữa đi tạo thành một bó ngoài và bó trong và đi ở phía trước của đoạn nách. Đầu tiên là nó đi ở phía gì? Phía trước và phía ngoài hơn. Sau đó khi đi xuống dưới của cánh tay, thì thần kinh giữa bắt chéo mình chỉ cách gì từ ngoài vào trong, cái chỗ bắt chéo gần chỗ bám tận của cơ quan cánh tay này, gần chỗ bám tận cơ quan cánh tay đây là chia đoạn nhé, thì cơ quan cánh tay đây chúng ta có đây, các bạn có nhìn thấy đoạn trên là nó đi ở phía ngoài nhé, và khi đến gần chỗ bám tận của cơ quan cánh tay thì nó bắt chéo từ ngoài vào trong hình chữ cách gì đấy. Sau đó thì để rồi khi đến đoạn 1/3 dưới cánh tay gần với quỷ thì thần kinh giữa đi ở phía trong so với động mạch nách, và ở khi đoạn đến đoạn này thì thần kinh giữa cùng với động mạch nách nằm trong rãnh nhị đầu trong và thần kinh thì nằm trong hơn so với động mạch.
Tức là các bạn nhớ lại như ý nhá, tức là thần kinh này, đầu tiên tạo thành hình các cái bó này, bó ngoài và bó trong này, thì sau đó tạo thành hình kinh giữa. Thần kinh giữa đầu tiên tạo thành hình phía trước của mảnh nách, sau đó nó đi chất ra phía ngoài, sau đó thì đi từ ngoài vào trong và bắt chéo dần động mạch thì ức xỉ. Khi đến rãnh nhì đầu phía trong thì thần kinh thì nằm ở phía trong của động mạch, phía trong của mạch. Đấy là đường đi của thần kinh giữa. Cái trên đường đi thì đường đi giữa liên quan đến cái gì? Ở đây nó có liên quan với cái gì? Liên quan với cái cơ nằm trong đầu cánh tay. Cái cơ nằm trong đầu cánh tay. Các bạn có được học về đầu cánh tay không? Có. Có rồi. Các bạn biết đầu cánh tay nó là ống như thế nào? Ống cơ mạc tạo thành một hình lăng trụ tam giác. Đúng không? Trong đó là gì? Trong đó chúng ta có gì? Phía trong đó là gì? Có vách đi. Vách đan tư phía trong. Đấy, phía trước ngoài của nó sẽ là gì? Cơ gì đầu, ở phía sau của nó là gì? Cơ cánh tay. Đấy, cơ cánh tay. Thì đấy chính là tạo thành hình lăng trụ tam giác này. Và thành phần trong đầu cánh tay chúng ta dùng có gì? Có đầu mạch cánh tay, có gì? Có thần kinh giữa, có cái nhánh ở bên trong của đầu cánh tay này, này. Tất nhiên là khi các bạn học về cái cánh tay thì người ta sẽ cắt ra ở từng đoạn khác nhau. Chúng ta có ba trên, ba dưới này, ba dưới này, nó có khác nhau. Rồi, chúng ta liên quan với gì? Liên quan với cả cơ, liên quan với cả mạch này. Đây là cái hình ảnh nếu chúng ta nhìn một cách khái quát. Các bạn đưa đầu cánh tay này, đưa ra cơ bọc cánh tay này, thần kinh giữa sau khi bắt chéo này thì nó đi ở phía ngoài này, đi ở ngoài nách nhé. Xuống đây là cánh tay rồi thì đi từ ngoài này vào trong này. Đây là cơ gì đây? Chỗ này là cơ gì? Cơ bọc cánh tay này, đây là cơ gì? Cơ cánh tay. Thì các bạn thấy là ở chỗ này là chỗ bọc tận của cơ bọc cánh tay rồi, thì thần kinh giữa là bắt chéo động mạch từ ngoài vào trong, nó đi trong rãnh nhì đầu ngoài. Cái rãnh nhì đầu ngoài nó tạo thành bởi cái gì? Ở đây các bạn có đấy, phía sau của nó sẽ là cơ gì? Cơ cánh tay. Phía trước ở phía ngoài của nó sẽ là gì? Sẽ là cơ nhì đầu. Và cái cơ nhì đầu cánh tay đi xuống đây là thì nó tạo thành hai cái gân, một là cái gân chính bao lồi cổ xung quanh, và đây sẽ gân phụ vào mảng cánh tay. Ở phía này, phía dưới đây chúng ta có là lồi cổ trong. Từ cổ trong thì bám vào lồi cổ trong này các bạn sẽ có một loạt các cái cơ ở bên trong này, đúng không? Chúng ta gọi là toán cơ trên lồi cổ trong. Có đọc về những cơ của tay không? Những cơ của lồi cổ trong, các cơ bám vào dưới này có chức năng là gì? Có chức năng nó giúp ngăn gì? Ngăn gấp, ngăn trước của cẳng tay. Thế thì giữa cái khối cơ này và cái cơ nhị đầu và cơ cánh tay này thì nó sẽ là cái rãnh. Cái rãnh này chính là cái này. Nếu chúng ta lấy gân chính của cơ nhị đầu qua các tay lại, các bạn lại còn lấy gân chính của cơ nhị đầu là gì? Cái gân chính là mốc trung tâm, thì ở phía trong hơn thì chúng ta sẽ có đây là rãnh nhì đầu trong, và phía ngoài thì các bạn có đây là gì? Rãnh nhì đầu ngoài. Cái rãnh này nó tạo thành bởi gì? Rõ ràng nó tạo thành bởi hai bộ là gì? Hai cái khối cơ lồi cổ ngoài và khối cơ lồi cổ trong, và cái sàn của nó tức là cái mặt sau của nó chính là cơ gì? Cơ cánh tay. Nha, cơ cánh tay thì người ta gọi là rãnh nhì đầu hay là bán nhì đầu cũng được. Các có rãnh nhì đầu ngoài thì chứa gì? Rãnh nhì đầu ngoài thì chứa thần kinh quanh, còn rãnh nhì đầu trong thì chứa thần kinh giữa và đầu mặt cánh tay. Thấy chưa? Đấy. Thế thì ở đây là hình ảnh các nhìn thấy là thần kinh đi qua đoạn nách, theo đoạn gì? Đoạn cánh tay. Nha. Đoạn thứ ba nữa là đoạn đi qua gì? Đoạn đi qua khuỷu. Qua khuỷu. Thế thì như chúng ta nói ở đoạn đi qua khuỷu ấy thì thần kinh như thế. Đây chúng ta có đây là cơ nhì đầu cánh tay, đây là cái gân phụ, đây là gân chính, thì là gì? Gân chính à? Thì đây là chúng ta nhìn thấy đây là bộ mặt cánh tay, đây là gì? Bên giữa. Cái này là cái gì? Cái này là bộ này khối cơ này, đây là khối cơ gì? Chân lồng cổ trong nhá. Đây là gì? Đây là cơ cánh tay. Như vậy cái rãnh này nó tạo thành bộ gì? Bộ cái bộ phía trong của cơ nhì đầu này, khối cơ chân lồng cổ trong này, và đằng sau đó mình cay thì tránh này người ta gọi là rãnh nhì đầu trong. Ok chưa? Rồi tương tự như thế, đây là khối cơ trên lồi cổ ngoài và cơ cánh tay, cơ cánh tay quay nhá. Đây là gì? Cơ ngoài của cơ nhì đầu, đây phía sau là cơ cánh tay, thì chúng ta có đây là rãnh nhì đầu ngoài. Rãnh nhì đầu ngoài, đây là
các hình ảnh của các bạn mình, các cái quan nếu các bạn mình kỹ cho tôi thì các bạn nhìn thấy đây là các vòng phần của cơ sốc tròn, được chưa? Đây là cơ đi đi đầu, phía sau sẽ là cơ tan đầu, đây là cơ cánh tay. Đấy, thì đây là khối cơ ở phía trên đầu cầu trong, đây là cơ dành cho quan. Đấy, thì chúng ta có được dãy nhiều ngoài, đây sẽ là dãy nhiều đầu trong, được chưa? Hành vòng. Thì thần kinh giữa ở đoạn ở trong quỷ, đây là hình ảnh của đoạn trong quỷ. Thì đoạn trong quỷ thì thần kinh giữa nó đi như nào? Nó đi trong dãy nhiều đầu, sau đó là gì? Đi xuống dưới. Khi đi xuống dưới cùng cẳng tay, khi đi xuống dưới cùng cẳng tay thì thần kinh giữa vách giữa hai bó của cơ sốc tròn, các bạn biết cơ sốc tròn có hai đầu, đầu gì, đầu nông và đầu gì, đầu sâu. Đấy, đầu nông và đầu sâu. Đây các bạn có thể nhìn thấy trên cái hình ảnh này, đây là đầu nông của cơ sốc tròn và đây là gì, đầu sâu. Các bạn nhìn thấy không? Rồi các bạn thấy ngay là cái thần kinh giữa là gì, nó vách giữa hai bó của gì, của cơ sốc tròn nhé. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn nhìn thấy thần kinh giữa ở cái đoạn này, nếu ở trên xác thì các bạn sẽ phải gì, các bạn cắt và lật phần của gì, đầu lông của cơ sốc tròn lên để các bạn nhìn thấy thần kinh giữa. Sau đó khi thần kinh giữa đi xuống cùng cẳng tay như sao, đây là các bạn thần kinh giữa mà đi ở trong bố quỷ nhá. Khi đi xuống dưới cùng cẳng tay thì thần kinh giữa đây, khi đi xuống đây thì thần kinh giữa nó chui qua vòng gân của cơ gấp các ngón nông. Các bạn biết cơ gấp các ngón nông có hai đầu đúng không? Một đầu bám vào gì? Một đầu bám vào xung quanh này. Đấy, và đầu trên này bám vào gì? Đầu cầu trong của cánh tay. Thế thì từ hai cái đầu này thì nó sẽ tạo thành cái vòng gân chung, cái vòng gân này. Đấy, các bạn thấy cái vòng chân trắng này. Thì thần kinh giữa nó đi qua cái gì? Đi qua phía sau của cái vòng gân này. Được chưa? Sau khi nó lách giữa hai bó của cơ sốc tròn thì đi qua cái, đi qua cái vòng gân này và đi ở phía sau của cơ gấp các ngón nông. Đây là hình ảnh các bạn. Các bạn có nhìn thấy bên này, các bạn nhìn bên này. Có nhìn thấy không? Đấy. Thì ở cái hình ảnh này chúng ta ở cái hình ảnh này các bạn nhìn thấy đây là thần kinh giữa. Đúng không? Đây là thần kinh quai và đây là gì? Thần kinh trụ. Thì ở đây thần kinh giữa này sau khi đây là bó, đây là của cơ sốc tròn. Cơ sốc tròn đã cắt đi một phần. Và đây là bó nông, đây là bó sâu. Thì sau khi nó lách qua giữa gì? Hai bó cơ sốc tròn thì nó chui dưới gì? Chui dưới vòng gân của cơ gấp các ngón nông này. Đấy. Sau đó đây là cơ gấp các ngón nông của ra gì? Đã cắt đi rồi. Đã cắt đi rồi. Thì ở phía dưới của cơ gấp ngón nông thì nó sẽ có là cơ gì? Cơ gấp ngón sâu. Cơ gấp ngón sâu là một lớp của mấy? Tập lớp thứ hai không? Lớp thứ nhất là các bạn có đến cơ, đúng không? Lớp thứ hai là các bạn có đi một cơ là chúng ta cơ gấp ngón nông, và lớp thứ ba các bạn có hai cơ là cơ gấp ngón sâu và cơ gấp gì? Cơ gấp ngón cái dài, cơ gấp ngón cái dài. Đấy. Thì thần kinh giữa sau khi đi xuyên qua đây thì nó lướt qua gì? Bề mặt của cơ gấp cái gì? Gấp ngón sâu, nhá. Lướt qua bề mặt của cơ gấp ngón sâu và đi xuống ở giữa gì? Ở đây nó sẽ nằm ở giữa hai cái gân của cơ, một là gân của cơ gan tay dài và thứ hai nữa là gân của cơ gì, cơ gấp, gấp của cánh quay, được chưa? Gấp của cánh quay. Đây là gân của cơ gấp của cánh quay này, đây là gân của cơ gấp của cánh dài này. Ở đây các bạn thấy là cái gì, cái gân của gan tay dài có bao nhiêu đây không? Gân của gan tay dài cắt đi rồi nhá, cắt đi rồi. Nếu các bạn nhìn ở trên bên thế này, chúng ta nhìn thấy ngay thần kinh giữa nó sẽ lộ ra, tức là gì, nó sẽ đi từ phía sâu ra phía nông, từ phía sâu ra nông, tức là nó đi ra phía bề mặt hơn, ra phía bề mặt hơn. Đầu tiên là khi nó đi ở cái đoạn cẳng tay này thì đi lướt phía đi, lướt ở phía trước của gân cơ ngón sâu và che phủ ở gì, che phủ ở gân của cơ gấp ngón nông đến đoạn này. Khi đến đoạn này thì nó đi xuống đây thì nó bắt đầu đi ra nông hơn. Khi nó đi ra nông hơn thì các bạn sẽ nhìn thấy ở hình ảnh này, hình ảnh này đây là gì? Đây là gân của cơ gì? Gan tay dài nhá, gan tay dài. Và đây là gân của cơ gì? Gân của cánh quay. Đấy. Và thần kinh giữa sẽ nằm ở giữa hai cái gân này. Tại sao tôi phải nói cái việc nó đi ra lâu hơn? À, cái này sẽ là cái mốc của kinh quạng. Sau này các bạn đi lâm sàng người ta có một cái gây tê phong bế thần kinh giữa. Cái phong bế thần kinh giữa trong đường hí nữa. Chúng ta thì chúng ta có gân các cái vị trí ở vị trí này này. À, chúng ta tên ở chỗ thì người ta đi
thì nó có thể gây tê của đường sữa. Tại sao? Tại vì gì? Đường đỏ này là tấm kinh sữa đi ra gì? Tại sao cái tấm kinh tê ở trên này? Tê trên này là sao? Bây giờ mò tấm kinh ở chỗ nào? Đúng không? Người ta sẽ gây tê ở chỗ này. Để gì? Người ta chọc kinh vào đây. Khi chọc kinh vào tấm kinh nó sẽ có biểu hiện là gì? Giật. Giật tấm tê. Đấy thì người ta sẽ làm đây. Và nếu các bạn đi lâm sàng các bạn thấy thì nếu đây là bàn tay của tôi như này. Các bạn gấp các bạn. Các bạn gấp bao giờ chưa? Các bạn nhìn thấy cái gân nổi ở giữa này là gân gì biết không? Gân nổi rõ nhất ở giữa này này. Đây này, gân nổi rõ nhất ở giữa này này. Đây là gan tay dài. Nhá, gan tay dài, ok rồi. Từ gan tay dài, các bạn hướng tiếp về phía ngoài. Hướng về phía ngoài, hướng phía ngoài, các bạn thấy đẩy không? Các bạn có sờ thấy gân cổ cơ gì? Có sờ được không? Gân cổ cơ gấp cổ tay quay. Nhá, gấp đi, gấp ra ngoài gấp cổ tay quay. Ok, sờ được không? Từ gân của cơ gấp của tay quay, các bạn sờ tiếp ra bên ngoài. Các bạn sẽ sờ thấy gì? Sờ thấy gì nào? Cái gì? Bên cạnh những cơ gấp của tay quay là cái gì? Là động mạch quay. Nhớ. Các bạn bắt động mạch quay rồi, bắt chưa? Bắt được không? Rồi, tiếp tục sờ tiếp ra bên ngoài. Sờ tiếp ra bên ngoài. Các bạn sẽ sờ thấy gân của cơ cánh tay quay. Và nếu các bạn học bài mạch rồi thì tôi nhắc lại các bạn biết là gì? Rãnh mạch tạo thành bởi giữa hai gân, một là gân cổ cơ gốc cổ tay quay và gân cổ cơ gì? Gân cổ cơ cánh tay quay. Tất nhiên là cái gân cổ cơ cánh tay quay nó thuộc gì? Thuộc ngăn sau của bàn tay, nhưng mà nó lại lớn một phần ra phía đi phía trước. Đấy, và cái này chỗ này đây gân cổ cánh tay quay đây. Gân cổ cơ thì gốc của tay quay và chỗ này mình đang gọi là gì? Rãnh mạch nhá. Rãnh mạch này mình đang bắt được gì? Mạch quay đây là cái chỗ bắt mạch của kinh điển của các bạn có thể bắt được. Sau này các bạn đi lâm sàng bắt buộc các bạn phải bắt được vị trí này, cũng như sau này các bạn nếu các bạn học và các bạn có làm lâm sàng một cái ứng dụng nữa, khi các bạn sử dụng đến cái rãnh mạch này các bạn biết là các bạn nghe lời khí máu của mạch rồi chưa? Các bạn nào nghe lời khí máu của mạch rồi chưa? À, cái đấy có thể là khi các bạn học năm thứ ba hoặc năm thứ sáu các bạn học thì sẽ có một cái rủi ro về lấy bóng mạch sinh viên có thể làm được. Tức là gì? Chúng ta lấy kim chọc vào và hút và chọc vào mạch và lấy máu ra để sau đó người ta cho vào máy làm tìm máu của mạch. Thế thì để các bạn xác định được động mạch quay thì các bạn phải xác định gì? Động quay nằm giữa hai đầu gân đúng không? Quan sát hai đầu gân như thế nào? Và cái bút của tôi như này, các bạn sẽ chọc thẳng ra thì chúng ta sẽ đi, đây là gân của cơ gì? Cái quay thì đây là gân của cơ gấp của cái quay, nhưng mà đằng giữa nó là gì? Động mạch quay. Các bạn sẽ làm như này. Còn nếu mà tấm kinh sữa thì sao? Nếu mà tấm kinh sữa thì các bạn cũng sẽ gì? Các bạn cũng sẽ phải đắp được hai gân này, hai gân này để các bạn tìm vững tay vào vị trí này. Các bạn đây phòng ấy là kinh sữa, vâng vâng. Sau này các bạn đi làm sàng các bạn sẽ thấy rõ hơn. Như vậy là gì? Như vậy là đường đi của thần kinh sữa khi đến vùng cẳng tay là sao? Ở đoạn này thì thần kinh đi ra ngoài hơn nhá. Sau đó thần kinh tiếp tục đi chui qua gì? Chui qua là hám các gân gấp, nó đi trong một cái thành phần nó gọi là ống cổ tay ấy. Biết ống cổ tay chưa? Ống cổ tay là thành phần gì? À, các bạn học về xương, các cái xương cổ tay. Chúng ta biết là cái xương cổ tay chúng ta có 8 xương đúng không? Trong đó thì trong đó cái xương cổ tay nó tạo thành cái đường lõm ở phía mặt trước và lồi ở phía mặt sau. Thì cái hám gân cấp này nó sẽ bắt chéo từ gì? Lồi của xương quyền, lồi của xương hang. Bên này ta có đây là xương đậu và xương móc và móc của xương móc, và nó sẽ dắt ngang qua mặt trước của vùng cổ tay này. Và do cái mặt lõm của cái xương cổ tay cùng với cái hám gân cấp ở phía trước, nó sẽ tạo nên một cái đường hầm. Đường hầm trong đấy, cái đường hầm đấy là để cho các cái gân gốc của vùng ngăn trước đi qua và vùng ngăn trước đi qua. Đường hầm kia gọi là ống cổ tay, như là ống cổ tay. Như vậy là thần kinh giữa đi cùng với cả các cái gân gốc đi xuống vùng đi vùng ngăn tay. Trước khi xuống vùng ngăn tay thì nó có thể tách ra một cái nhánh nhỏ ở đi phía trước của đi. Chi phối cảm giác ra ở vùng gan tay ở mặt trước của gì gân gấp, mặt trước của hám gân gấp. Đây chính là cái thần kinh nhỏ này. Đấy, còn lại đây nếu cái hình này các bạn nhìn thấy là thần kinh giữa nó chui qua gì
chu vào ống cổ tay nhá. Và đây là cái nhánh này, người ta gọi là nhánh gan tay, đi xuống dưới. Khi chu xuống đây thì nó bắt đầu chia các cái nhánh thần kinh ra nó chung và thần kinh ra nó riêng, và thần kinh ngón cái và ngón trỏ để chi phối cảm giác cho ba phẩy năm ngón tính từ ngón cái. Thì tí nữa ta sẽ nhắc đến cái này. Trên này là đây là nhà mà chúng ta nhắc đến tại luôn đồng con cơ sức tròn này, đầu sâu cơ sức tròn này và thần kinh dương đi giữa hai cái đầu đầu con cơ gốc móng đông. Nhìn hình này cũng được và các bạn nhìn sang nhìn cái này cũng được, cũng không có gì cả như cái tôi vừa nói thôi. Đây là cái đoạn ở dưới cẳng tay nó đi đông hơn này. Đấy. Cái 5 cm là gì qua biết không? À, là cái đoạn đi ra gì? Đó bắt đầu chạy ra đông hơn đấy. Chạy ra đông hơn. Đấy, ở đây các bạn có thể nhìn thấy hai cái nhánh này. Các bạn nhìn cái nhánh nhỏ này. Hai cái nhánh này. Cái nhánh này là các bạn nhánh nối với thần kinh trụ. Nhánh nối với thần kinh trụ. Còn cái nhánh mà thấp hơn ở dưới này là cái nhánh gan tay. Thì đây không không thể cái nhánh gan tay mà có cái nhánh nối với thần kinh trụ này. Đây các bạn nhìn thần kinh trụ này nhá, thần kinh trụ thì có cái nhánh này là nhánh nối với cả thần kinh trước. Thì cái nhánh nối với thần kinh trụ này nó đi ra phía gì, phía sau của đơn gốc các ngón đông và lướt qua đơn gốc các ngón sâu, tức là gì, đi giữa hai cái gân này để gì, để cho nhánh nối với thần kinh trụ nhá. Đấy. Rồi bây giờ nhá, như vậy đường đi liên quan các bạn có nhớ không? Đường đi liên quan thần kinh trước thì chị bày được không? Bày được nhá. Đấy, bây giờ đến phân nhánh thì thần kinh giữa cho ra những nhánh gì? Nó cho ra 40 nhánh bên. Phân nhánh cái gì chúng ta biết rồi, chúng ta sẽ chia làm nhánh bên và nhánh tận. Trong đó nhánh bên thì là cho ra 4 nhánh, còn nhánh tận thì nó cho ra gì? Nhánh tận cho ra những nhánh thần kinh ra ngón riêng và thần kinh cho đồng bài chú trỏ sơ ngón cái. Rồi thế ở đây chúng ta có một là cái nhánh cơ. Các cái nhánh bên này thì nằm chủ yếu ở đâu? Ở vùng cẳng tay. Còn các nhánh tận thì nằm ở đâu? Ở bàn tay, và chính xác là ở gan tay, đúng không? Thì các cái nhánh cơ mà chi phối cho các cái cơ vùng cẳng tay thì chúng ta có thể tóm gọn lại một cái câu rất kinh điển, đó là thần kinh giữa chi phối toàn bộ các cái cơ vùng cẳng tay trước trừ cơ gì không? Trừ cơ này là cơ gốc cổ tay chu và hai bó trong của cơ gốc các ngón sâu là do thần kinh trụ chi phối. Còn lại tất cả các cơ của cái trước là thần kinh chi phối, bao gồm những cơ nào? Một là cơ gì? Cơ sấp tròn. Thứ hai là cơ gì? Cơ gan tay dài. Thứ ba là cơ gốc cổ tay quay. Thứ tư là cơ gốc ngón đông. Và thứ năm nữa là gì? Thứ năm đó là gì? Cơ gốc các ngón sâu. Cơ gốc của tay quay. Cơ này dài. Cơ sấp tròn là gì không em? Có. Tất cả cơ của tay trước. Đây là cơ gì? Gốc này là có chi phối không? Có. Cơ này gì đây? Là cơ gì đây? Gấp ngón đông, đúng không? Rồi. Gấp ngón sâu là hai ngón trong thì không chi phối. Nên các bạn hiểu nhớ lúc đầu tôi vừa làm các bạn thôi là chi phối tất cả các cơ vùng cẳng tay trước trừ gì? Trừ cơ gấp quấy trụ và hai ngón trong của cơ gì? Gấp ngón sâu. Đấy. Còn khi này là nó chỉ ở cái bộ tương đối thôi. Các bạn có thể nhìn trên cái hình phía bên này được. Phía bên này được là cơ gấp ngón sâu đây. Thần kinh trụ đây. Đây là cơ gấp quấy trụ đã cắt mất. Các bạn biết là gì? Như tôi đã nói, thần kinh nó đi qua khu vực nào, chỉ là chi phối khu vực đấy. Thần kinh giữa này, các bạn đi qua khu vực vùng cẳng tay phía trước. Tuy nhiên là gì? Phía trong là gì? Phía trong là có thần kinh trụ. Cho nên là gì? Thần kinh trụ nó ở gần hơn, nó phải chi phối ở phía gì? Phía trong cơ gốc của cái trụ và gì? Hàng trong của cơ gốc nó sâu. Còn lại là gì? Còn lại là do thần kinh chưa chi phối nhé.
Thứ hai nữa là gì? Bây giờ đến cái tần kinh này là tần kinh gian cốt trước. Tần kinh gian cốt trước thì các bạn thấy là nó tách ra từ đâu? Để chỉ có tay đúng không? Tách ra từ đâu? À, nếu các bạn nhìn sang bên này, các bạn chỉ có nhìn cánh tay. Cái hình bên này chúng ta nhìn thấy đây. Các bạn có đây là cái gì? Tôi nhìn đây. Cái sắt tròn. Ok, đây là đầu lâu. Đây là gì? Đầu sâu. Thế thì thần kinh là các bạn có nhìn cái hình ảnh này xuống không? À, thần kinh gian cốt trước nó được tách ra từ gì? Từ sau khi thần kinh giữa đi qua bờ dưới của cái đầu cơ sắt tròn này, đầu lâu này, thì nó cho ra cái hình ảnh thần kinh gian cốt trước. Sau đó là gì? Tần kinh gian cốt trước đi xuống dưới ở giữa cẳng tay, đi sau qua cái vòng vân của cơ gấp này và đi sâu ra vùng gì? Vùng giữa lớp xương mạng gian cốt này, tần kinh gian cốt trước này, đấy, tần kinh gian cốt trước này, thì nó đi ở vòng gian cốt giữa hai xương và nó đi ở cạnh gì? Nó đi ở cạnh cái gân cổ cơ gấp các ngón gì? Ở sâu và gân cổ cơ gì đây? Các ngón cái dạng, được chưa? Ngón cái dạng. Sau đó đi tiếp ra vùng gì? Đi tiếp ra cùng cả cái trước đi xuống dưới. Đi xuống dưới thì thần kinh gian cốt trước này nó sẽ đi chia các cái nhánh để vận động cho gì? Vận động cho cái cơ gấp nắm sâu này, hai đó, hai bóng phía ngoài này. Và đi đưa một cái ra, tiếp tục chạy xuống dưới, chạy xuống dưới. Đến đây thì nó đi, nó chui vào cơ sấp vuông và chia nhánh vận động cho cơ sấp vuông. Sau đó thì tận cùng của thần kinh gian cốt trước này chính là cái nhánh đi đến gì? Đến cổ tay. Đến cổ tay. Như vậy là cái vận động cho cổ tay là một phần là của thần kinh gì? Của thần kinh giữa, nó tách ra ở đây là chính là tách ra được không? Từ thần kinh gì? Gian cốt trước, đấy. Đi cùng với cả thần kinh gian cốt trước này, các bạn có một cái động mạch. Đấy là động mạch gì? Động mạch gian cốt trước. Động mạch gian cốt trước, động mạch gian cốt trước tách ra từ đâu không nhỉ? Toàn hồng động mạch ở cẳng tay chưa? Học nhỉ, làm chưa nhỉ? À, động mạch cánh tay khi đi xuống dưới cái mốc thủy 3 cm thì chia làm gì? Chia là động mạch quay và gì? Động mạch trụ, đúng không? Đây là động mạch trụ đấy. Từ động mạch trụ thì nó cho ra cái nhánh, nhánh động mạch để cho nó cái nhánh kia được đấy. Đấy, chúng ta có đi cùng. Hai cái đấy người ta gọi chung cái thần kinh này đi cùng với động mạch gian cốt trước thì ta gọi chung là bó mạch gian cốt trước. Nha, bó mạch gian cốt trước. Có mạch gian cốt trước thì như vậy ở phía sau các bạn, ở đây phía sau các bạn có gì? À, có bó mạch gian cốt sau, và đương nhiên là gì? Các cái bó mạch của thần kinh này nó có cái nhánh dọc qua mạch gian cốt để tiếp nối với nhau, thấy chưa? Và nhánh dọc qua mạch gian cốt để tiếp nối nhau. Như vậy đấy là ta xong cái nhánh thứ hai, đấy là thần kinh gian cốt trước. Nha, cái nhánh thứ ba là nhánh nối thần kinh trụ. Thì ở cái nhánh thứ bảy, chúng ta nhìn thấy cái nhánh nối thần kinh trụ, tôi đã chỉ cho các bạn rồi đúng không? Ở phía dưới này là cái nhánh nối thần kinh trụ này. Đấy. Và thì như tôi đã nói là cái nhánh nối này nó đi ở đâu? Nó đi giữa gân cổ cơ gấp cái ngón đông và đi gân cơ gấp ngón sâu để tiếp nối với thần kinh trụ. Và nhánh cuối cùng là nhánh gì? Nhánh gan tay. Thì ở đây chúng ta có đây, nhánh gan tay đây. Thì cái nhánh gan tay này nó đã tách ra trước khi mà thần kinh giữa nó chui qua hãm lưng gốc, và cái nhánh này đi xuống cảm giác ra cho vùng gì? Cho vùng gan tay nhé, cảm giác ra cho vùng gan tay được chưa nhá? Rồi bây giờ đến nhánh tận, nhánh tận của thần kinh giữa thì các bạn có gì? Ở đây cái màu đỏ là phía động mạch, và cái màu trắng này là phía gì? Thần kinh. Khi ngày này các bạn có được thì thần kinh giữa khi nó chui qua thì chui qua mặt hàm cơ gấp đi xuống cùng vùng gan tay thì nó chia ra cái nhánh gì? Đây cái màu trắng trắng này là các bạn nhìn thấy là gì? Đây là sau khi người ta bóc ra cái mặt hàm cơ gấp ra thì chúng ta đây là nhánh gan tay. Còn đây là thần kinh giữa, khi nó chui xuống đây thì nó còn chia các cái nhánh, trong đó có cái này khi đi qua bờ dưới hãm lưng gấp thì nó chia ra hai nhánh này. Đây cái thần kinh này đi vào ngón gì? Ngón cái. Thần kinh này gọi là thần kinh gì? Đây thần kinh gan ngón tay riêng của ngón cái, được chưa? Thần kinh gan ngón riêng, hai thần tách ra, hai thần kinh gan ngón riêng cho ngón cái và một thần kinh gan ngón riêng cho bờ phía ngoài của ngón trỏ. Các bạn có nếu lúc lòng bàn tay cửa như thế này thì bờ này sẽ là bờ gì? Bờ ngoài. Còn bờ này sẽ là bờ gì? Bờ trong. Đấy. Thì cái nhánh này
nó gọi là mòn tinh là mòn trương và mòn cỏ. Ngoài ra thì nó còn tách ra các chi nhánh này, các chi nhánh này người ta gọi là tần tinh gan mòn trung. Đấy, tần tinh gan mòn trung, tần tinh gan mòn trung này thì hai cái tần tinh gan mòn trung này thì sẽ tách thành hai cái tần tinh gan mòn riêng đi vào bờ các ngón tay liền kề, tức là bờ ngón cổ ngón hai ngón ba và một nửa ngón bốn. Đây các bạn nhìn thấy kia đi xuống đây, tần tinh gan mòn tay trung nhá. Và khi đi xuống đây thì chắc là cái nhánh đi vào cái bờ liền kề. Như vậy là nếu các bạn học về mạch máu, các bạn nhìn thấy trên các bạn thấy là gì, cũng giống như là gì, mạch máu các bạn có đây là những động mạch gì, gan mòn trung đúng không, tắt từ không gian tay đâu thì không gian tay đâu này, thì đây là mạch gan mòn trung. Từ lúc mạch gan mòn trung mà đi xuống này thì chúng ta có là động mạch gì, gan mòn riêng đúng không. Như vậy là nó tạo thành các cái bó mạch đi vào các cái bờ ở ngón tay liền kề. Cho nên nếu các bạn đi lâm sàng, các bạn gặp trong trường còn có tổn thương ngón tay này, tổn thương ngón tay này, tôi nói ví dụ ngón trỏ này, ngón trỏ nếu có cái thương đứt ở đây do dao kéo vân vân hoặc là do tai nạn xong mà thì làm sao? Thì các bạn thấy là gì? Nếu tổn thương ở đây mà đến phần xương, thì chúng ta nhìn thấy xương, tức là gì? Tức là có tổn thương gì? Có tổn thương tổn thương của mạch máu ở đây và người ta gọi là mất một cái bờ mạch ở đây này, mất một mạch này. Nếu mà gì? Nếu mà đứt mà còn lủng liềng một tí ra thôi, tức là gì, cả cái xương này theo tức là mất cả đi rồi chưa rồi hẳn vẫn còn dính một tí ra, mất cả hai bờ mạch ở hai bên này. Thì cái tư lượng, cái tư lượng kim quan nếu nó mất cả hai bờ mạch thì sao? Khi mất cả hai bờ mạch thần kinh như vậy thì cái ngón tay này thì không có mạch để nuôi, thì dẫn tới là gì, đầu ngón tay này nó chết, không được cắt máu để nuôi dưỡng. Thế trong một số trường hợp các bạn nghe này cũng có tạo hình là chưa? Rồi. Ok. Trong một số trường hợp thì nếu mà đứt các ngón tay này, các vị trí sát gốc này hoặc là vị trí này, người ta có thể là dùng cái phẫu thuật vi phẫu nối ngón. Nghe bao giờ chưa? Chưa. Vi phẫu nối ngón thì có thể cái đứt cái tán. Những nơi mà có cơ hình mạnh thì người ta có thể vi phẫu, người ta có thể nhiều gì nối ngón tay. Và việc nối ngón tay thì người ta nối cái gì? Người ta phục hồi lại mạch, cái mạch nhỏ này người ta phục hồi là gì? Kinh, hiểu được. Và đương nhiên là nếu mà đứt rời ngón tay thì người ta bắt buộc người ta phải gì? Người ta phải nối gân, gân gấp, gân duỗi và người ta phải gì? Người ta phải biết được xương, đúng không? Tức là toàn bộ cái phần của ngón tay như này. Trong đó các bạn biết một cái chỉ tuyệt đối khi mà thì khi mà đứt rời ngón tay, đấy là đứt rời ngón nào biết không? Nếu các bạn biết đứt rời ngón nào thì các bạn chỉ ngồi được rồi. Cái. Chính xác. Tại sao? Nhiều cơ là nhiều. Vì ngón cái là gì? Nhiều cơ. Chúng ta có thể giảm ngón cái số 50% chức năng của bàn tay. Để bàn tay nó có thể thực hiện được các cái động tác cần làm đối chiếu như này, thì là gì? Ngón cái nó chiếm gần 50% chức năng của bàn tay. Như vậy nếu mà cái tổn thương mà sát gốc của gì đôi ngón cái này thì người ta thì có chỉ một ngón tay nhá. Còn tôi nói ví dụ nhá, nếu mà tổn thương ở đôi này này, ngón năm này này, ngón năm này nếu mà một người lao động bình thường đấy, phổ thông đấy, nó không có liên quan đến ví dụ như là không phải là nghệ sĩ piano vân đánh đàn ấy, thì không chỉ nối nhá, người ta sẽ làm một cùng thôi. Đấy. Còn nếu mà đi ví dụ như là nếu mà là nghệ sĩ hoặc là người ta liên quan đến công việc này, hoặc như chính chúng ta đấy là gì, chúng ta bác sĩ hoặc công nhân viên người ta liên quan đến nghề nghiệp người ta đưa vào gì, người ta nối chỉ nối rồi khác đấy không? Đấy là gì? Như vậy là các bạn chốt lại nhánh tâm ở đây, chúng ta có gì, có ba cái nhánh lớn này, một là gì, hai cái nhánh gì, gan ngón gì, gan ngón riêng ngón cái này, một gan ngón riêng ngón trỏ này, và gì, hai gan ngón chung. Từ hai gan ngón chung này thì kia là gì, các gan ngón riêng. Nhưng mà nếu các bạn nhìn ở mức độ này thì tin chi phối thì là tin giữa chi phối của mấy ngón, chi phối cảm giác của mấy ngón. Nếu mà mặt gan tay này, mặt gan tay đây là chúng ta nhìn phía trước mặt gan tay, đây là mặt gì, mù tay. Nếu mà mặt gan tay này thần kinh giữa chi phối cho 3,5 ngón tính từ gì? 3,5 ngón là cũng khoảng 3 ngón chữ cũng được, hoặc là tôi kể tên là chi phối cho gì,
ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón giữa và ngón áp ngực, ngón đều nhau, ngón nhẫn, đúng không? Rồi. Ừ, còn lại là thằng lâm trộn. Ngoài cái việc mà chi phối cảm giác thì pin giữa ở vị trí này. Các bạn biết là pin nó đi xuống vùng cẳng tay, vùng bàn tay như này thì nó có hoạt động với các cơ ở đây không? Có. Có không? Có. Thì đương nhiên đi qua đây thì các bạn thấy là gì? Nó chia các cái nhánh hoạt động cho các cái cơ ở đây. Ngoài cái nhánh, các bạn thấy cái nhánh này người ta gọi là nhánh nối với thần kinh trụ. Nhánh nối với thần kinh trụ. Một số trường hợp có, một số trường hợp không, và thì và nếu các bạn đi công tích ở trên xác các bạn nào thấy ra các bạn thấy có cái nhánh nối thần kinh trụ này thì các bạn có thể xem nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy cái nhánh thần kinh trụ cho cái nhánh nối này có thể nối thẳng vào với cả gì, với cả cái thần kinh đang nói riêng và đang trụ ở phía trước đấy. Rồi trên này là hình ảnh mà các bạn nhìn thấy, đây là cái cảm giác và cái chi phối hoạt động của thần kinh. Các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta nhìn thấy rồi đúng không? Thế thì ở đây các bạn nhìn thấy là thần kinh trước khi đi qua đây thứ chia nhánh gì? Thứ nhất là chia ra các nhánh đây là các bạn biết là có 4 cái cơ dụng. Các cái cơ ở gan tay các bạn chia là 4 lớp, 4 ô. Thế là ô gì? Ô cái này, ô út này, ô giữa gan tay này và ô gian cốt. Đúng không? Thì chúng ta có lớp sâu nhất đấy là các cái cơ gian cốt gan tay, gian cốt cổ tay. Còn lớp nông hơn sẽ là gì? Ô giữa gan tay chúng ta cũng có các cái cơ dung. Chúng ta có mấy cơ dung? 4 cơ dung, dung 1, dung 2, dung 3, dung 4. Còn các cái cơ ở đây chúng ta có cơ của gì? Cơ ôm một cái, ôm một cái mấy cơ? 3, 4. Cơ này là gì? Cơ gì? À, cơ dạng một cái ngắn. Cơ này là cơ gì? Cơ một cái ngắn. Sau đó cơ cắt qua chúng ta sẽ có cơ gì? Cơ đối chiếu một cái và phía trong này chỗ này sẽ có cơ gì? Cơ khép một cái, như vậy là 4 cơ. Còn mũ hút các bạn có mấy cơ? Mũ hút có 3 cơ thôi, ok. Như vậy nếu thần kinh giữa đi vào đây thì các bạn thấy là gì? Đầu tiên nó chỉ phối cho các cái cơ rung. Cơ rung thứ nhất và cơ rung thứ hai này. Các bạn nhìn thấy không? Đây, rung 1 này, rung 2 này, rung 3 này, rung 4 này. Cái gì nó chỉ phối cho gì? Các cơ rung 1 và rung 2. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai là các bạn thấy nó chia nhánh cho gì? Các cái nó chia ra một cái nhánh đông. Cái nhánh này gọi là nhánh đông này. Đấy, thì cho cơ gì? Cho cơ các vòng đai ngắn, đúng không? Cho các vòng đai ngắn. Còn đây là các cái nhánh mà đi ra thì là ngón trên ngón cái, là những cái đường mà ngón trỏ. Thế là chi phối hoạt động cho các cái cơ. Còn cảm giác thì sao? Còn cảm giác thì đây là bàn gan tay, đây là bàn mu tay. Thì thần kinh giữa cảm giác cho gì? Cho 3,5 ngón, tức là ngón cái đây, ngón cái này, ngón trỏ này, ngón giữa này và gì? Một nửa ngón dẫn. Chỗ này có phải là mình chưa cảm giác không? Không có nhá. Chứ tôi hỏi chỗ này là nhánh nào cảm giác thế này? Các bạn có ở vị trí này, tôi đang chỉ này. Các bạn biết là nhánh nào không? À, chính là cái nhánh mà nhỏ này. Cho nó là nó đi. Nó đi qua phía mặt trước gan tay, đây là nhánh gan tay. Cảm giác vị trí này nhá. Thế còn mặt sau thì sao? Mặt sau thì gần bên giữa cảm giác đốt xa của các cái ngón, đốt xa của các cái ngón cũng là gì? 3,5 ngón. Thì trong ngón chúng ta có gì? Đốt xa của ngón gì? Một cái. Đốt xa của ngón trỏ, đốt xa của ngón giữa và một nửa của gì? Ngón nhân. Nửa bên này toàn bộ cái nửa bên này này, nửa bên này, cái nửa bên này là do thần kinh gì? Thần kinh trụ chi phối. Thì chúng ta sẽ nhắc đến, nhá, thần kinh trụ. Như vậy là xong rồi, thần kinh giữa, nhá. Rồi. À, còn bên nữa, cái này liên quan lâm sàng. Tổn thương thần kinh giữa có dấu hiệu có tên lửa. À, thần kinh giữa chi phối như nào? Tất cả các cơ bàn tay chi. Tại sao gọi là bàn tay lửa? Bố hoặc sư làm đây. Cũng sắp được đấy. Cái từ ngửa này không phải là cái động tác sắp ngửa đâu. Ngửa là một nghĩa khác. Đấy. Thứ nhất nhá, thần kinh giữa, bây giờ nói về lâm sàng trước, một là gì nguyên nhân đâu, vật sắc nhọn, sắc nhọn có như nào? Dạ, dao kéo. Chém, dao kéo gì? Chém một phát vào đây luôn, nhá. Tổn thương cả ba thần kinh, quay cái cổ giữa, nhá. Còn nếu mà gì, nếu mà đứt rời thì sao? Đứt rời thì mới kéo hình nối, nhá. Đấy, thứ hai là gì? Chém vào trong trường nào? À, chém vào trong hai trường. Một là thần kinh giữa đi qua đoạn
cơ các cung đi sau cung của cơ các còn đâu đúng không? Cái chỗ vị trí này nếu mà nó bị va được của chấn thương ở đây, nó có thể bị gì? Bị chèn ép ở vị trí này, được chưa? Đó, do bị va đập vào cơ thì nó gây chảy máu, máu và phù nề cái cơ mở to ra, thì nó bị thần kinh ở giữa nó bị bóp nghẹt lại. Ok chưa? Rồi, hoặc là các bạn gặp trẻ em trong trường nào, trường bộ chính khoa. Các vết cơ bị cỏ tay này có các cái gì? Có các vách giãn cơ đúng không? Có các vách giãn cơ này có tác dụng là gì? Để chia vùng cẳng tay tạo thành các cái ngăn, ngăn cơ trước và ngăn gì? Ngăn sau. Thế trong một số trường hợp, ví dụ như là chấn thương vùng cẳng tay này mà không có cái xương thì nó tổn thương một cơ, ví dụ như là một cái máy giật chẳng hạn. Máy giật của các bạn đập cái gì đó rất là nặng vào tay, ví dụ đánh sắt hoặc gì đó rơi nặng vào tay thì nó gây nguy cơ gì? Nó gây nguy cơ là tổn thương cái cơ ở chỗ đấy, và cái cơ nó chảy máu nó đi căng phồng lên, nó căng phồng lên gọi là trương trương này lên. Khi nó căng phồng lên thì các bạn biết là gì? Khi cái cơ nó căng nhưng mà phía ngoài nó là cái gì? Phía ngoài nó là cái vách giãn cơ. Cái vách giãn cơ nó giống như cái dây nó bóp cổ lại, nó giống như cái dây bóp cổ lại thì gì? Nếu cái cơ nó không được giải phóng thì cái dây nó càng gì? Cái cơ càng mở ra, cái dây nó không thay đổi, nó sẽ gì? Nó bóp chặt lại. Và khi nó bóp chặt lại như vậy thì đương nhiên là các thành phần đi kèm để cấp máu cho cơ, để chi phối cơ đó là gì? Mạch máu và thần kinh cũng bị chèn ép, đúng không? Cũng chèn ép. Và trên lâm sàng bệnh nhân sẽ có biểu hiện là gì? Bàn tay nó gì? Sưng nề lên, ra là gì? Tê đầu ngón do các thần kinh chi phối. Và thứ ba là gì? Chúng ta bắt được mạch thì thế thì mạch đập yếu hơn đấy, có rối loạn về cảm giác, đúng không? Rối loạn cảm giác đấy, cái số điều đấy người ta gọi là hội chứng chèn ép quang, nghe bây giờ chưa? Rồi thì các bạn đi lâm sàng và qua các thứ mà hội chứng chèn ép quang hai gặp đâu, một là vùng cẳng chân, thứ hai là vùng cẳng tay, có hội chứng chèn ép quang. Để giải phóng cái chèn ép quang này cho đúng không, biết là gì? Muốn giải phóng ra là gì? Rạch ra tay vào ra, người ta mở gì? Mở hết các cái bao cơ, mở hết các cái vách giãn cơ ra thì gì? Cơ nó sẽ gì? Được giải phóng. Đấy, được giải phóng. Và sau một thời gian khi điều trị nó sẽ gì? Cái cơ nó sẽ quay trở lại bình thường, nó sẽ xẹp lại. Thì bây giờ không lại bình thường, hiểu không? Đấy, sau đó tôi nhận được giải quay. Quay lại cái hình này, tôi nói với một thông tin xưa này. Thì cái chén này có thể chén ép ở hai đoạn. Một là chén ép ở trên này, tức là gì? Đây là hội chứng cơ sắp đấy, tức là yếu các cái cơ thần kinh giữa chi phối. Mà các cái cơ ở đây là cái cơ gì? Cái cơ vùng cẳng tay trước, đúng không? Cơ vùng cẳng tay trước trừ gì? Trừ cơ gốc của tay trụ và hai có trong của cơ gì? Gốc phóng sâu. Ok rồi, nhưng có rối loạn cảm giác gì ở gan tay, cái sau rối loạn cảm giác tay, nếu tổn thương ở trên cao này thì đương nhiên là tổn thương luôn cả cái nhánh gì? Cái nhánh đi xuống gan tay ở đây, được chưa? Đấy là trường hợp nhất. Đấy. Và cái dữ liệu trên lâm sàng các bạn thấy đây, bàn tay ngửa. Bình thường nếu chúng ta thực hiện cái động tác gấp như này là do gì? Là do thần kinh giữa chi phối. Tất nhiên là trừ hai ngón gì? Hai ngón 4 năm này là do gì? Thần kinh trụ chi phối. Nhưng mà nếu các bạn nhìn thấy đây, cái này là do thần kinh trụ chi phối. Nhưng mà nếu thần kinh trụ không tổn thương thì tôi vẫn làm gì được? Gấp hai ngón này. Nhưng gì? Nhưng ba cái ngón này thì làm sao? Không gấp được. Không thì không gấp được. À, do thần kinh giữa bị tổn thương cho nên nó không chi phối được cái cơ ở ngắn trước này. Và như vậy đương nhiên là thì cái trước cơ ở phía trước là yếu hơn. Và phía sau thì cơ duỗi thì khỏe hơn. Cơ duỗi khỏe hơn, đương nhiên nó sẽ kéo bàn tay như thế này. Có hiểu không? Bàn tay đấy người ta gọi là bàn tay gì? Ngửa. Ngửa như này, thấy chưa? Đấy. Bàn tay ngửa. Có hiểu ý nghĩa từ đấy không? Rồi, ok. Nha. Cái trường hợp thứ hai chúng ta gặp đấy là trường hợp hội chứng cổ tay. Các anh em được chưa? Chưa. À, hội chứng cổ tay. Như chúng ta đã nói lúc nãy, ống cổ tay tức là như thế nào? Đi qua đấy cũng có cái gì? Đi qua đấy cũng có gân của gì? Gân của các cơ gốc các món ở vùng gì? Vùng cả cái trước. Đấy. Và đi cùng với nó là gì? Đi cùng với nó là thần kinh giữa. Đi cùng với nó là thần kinh giữa. Thế thì trong một số trường hợp nếu mà gì? Nếu chấn thương hoặc là bệnh lý thì trong cái ống cổ tay nó chứa đầy sơn là tôi sơ dính cả thì gì thần kinh giữa xung quanh nó sơ dính sẽ bị gì chèn ép và nó gây ra một cái hội chứng trên lâm sàng người ta gọi là hội chứng ống cổ tay. Đấy, cái hội chứng cổ tay này nó sẽ biểu hiện thì khi thần kinh giữa bị chèn ép vào đây thì dẫn tới nó sẽ biểu hiện ở vùng gì?
một ngày bằng tay. Thì các bạn biết là phần hình xương nó cho ra cái nhánh để chi phối cho cái phần của mô cái, đúng không? Như vậy nó sẽ gây teo và yếu của cơ của gì? Của mô cái, lần nhất. Thứ hai là gì? Là gì? Thứ hai là cái phần gan tay này, nếu bị tổn thương thì các bạn thấy là gì? Nếu vùng gan tay này thì không bị gì? Không bị tê bì. Do gì? Do cái nhánh gan tay. Do cái nhánh gan tay thì do cái nhánh gan tay là nó tách ra phía trước thì nó chui vào bộ này. Được chưa? Và kèm theo cái việc mà không tê bì gan tay thì ở đây nó sẽ có tê bì và giảm cảm giác ở 3,5 món tính từ gì? Tính từ ngón cái. Đấy là hội chứng của tay. Cái hội chứng này thì nằm nhất ở đâu? Người trẻ có đi gặp không? Yếu là người gì? Người già. Đấy, người già có nữ thì người ta lao động bằng vì quá sức, người ta tiêu vào gốc nhiều thì người ta dễ nguy cơ bị sơ dính. Đấy, sơ dính là vị trí đấy. Thì nó gây trẻ. Giải pháp về điều trị hội chứng của tay là gì? Giải pháp điều trị hội chứng của tay là người ta phẫu thuật để người ta gì? Để giải phóng các cái vòng sơ bao quanh gì? Bao quanh phần đi giữa thì gì sẽ dẫn tới là gì? Vì đương nhiên là khi là có các vòng sơ thì bắt buộc người ta phải bởi hãm gì? Bởi vì hãm nâng cấp người ta nhá. Đối với các bạn biết chẩn đoán này nha. Chẩn đoán các bạn biết là gì? Chẩn đoán một là khám lâm sàng, đúng không? Khám lâm sàng là có tê bì 3,5 món này. Gì nữa? Không rối loạn các gan tay này. Nếu mà thời gian lâu thì có treo cơ một cái. Tuy nhiên là bây giờ y học dựa trên bằng chứng. Đối với kiểu các bạn biết là cái tay các bạn phải biết là gì? Là gì? Chụp một cái quang, chụp cái quang để đánh giá xem là nó gây xương gì, nó gây kiểu gì. Thì bây giờ đi học trên bằng chứng thì ta đủ các bạn biết người ta làm gì? Các bạn nghe đến điện chẩn thần kinh cơ rồi nhá? Chưa nghe không? Thế ra các bạn đi học sinh lý không các bạn? Chọn cái gì? Các bạn biết cần tức là gì? Tức là các bạn biết cái thần kinh này nó đi xuống để chi phối các kinh cơ. Từ xuống chi phối các kinh cơ thì người ta sẽ lắp các cái điện cực vào vị trí này. Lắp cái điện cực và cái thần kinh này nó có tốc độ dẫn truyền. Tốc độ dẫn truyền. Nếu mà thần kinh ở chỗ nào bị tổn thương thì dẫn tới là gì? Tốc độ vận chuyển của nó sẽ bị giảm. Tổn thương sẽ bị giảm. Được rồi, và nếu tốc độ vận chuyển giảm thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là có tổn thương. Đấy là tổn thương bên giữa nha. Bây giờ thần kinh tiếp theo là cơ bì. Thực sự hoặc cơ quan. Về thần kinh giữa có hỏi gì không? Thần kinh giữa thì thần kinh này cũng dễ thôi, không có gì khó cả. Nó không phải là thần kinh to giống như thần kinh quay, thần kinh trụ. Thần kinh giữa mình các bạn là nó đơn giản cách được đâu? Thần bó gì? Bó ngoài và thần kinh tay. Và thần kinh đường đi như thế nào? Thần kinh cơ bì đi qua gì? Đây, tách ra từ gì? Bó ngoài của chúng ta. Nó đi xuyên qua cơ cọng cánh tay. Sau đó nó đi giữa hai cái cơ là cơ nhị đầu cánh tay và cơ cánh tay. Tức là nó đi ở mặt dưới của gì? Mặt dưới của cơ nhị đầu cánh tay. Sau đó nó đi ra rãnh nhị đầu ngoài và nó trở thành thần kinh bì bằng tay ngoài. Thế thì ở đây, đây là hình ảnh các bạn nhìn thấy thần kinh cơ bì. Đây chúng ta nhìn thấy đây, đây là cơ gì? Cơ gọi này, đây chúng ta cắt bớt cơ gì rồi? Cơ nhị đầu. Chính xác, cơ nhị đầu cánh tay đúng không? Đây là cơ gì? Cơ nhị tay. Thế thì thần kinh này nó sẽ đi cơ nhị đầu phủ lý sắc, nó sắp nó xuyên qua cơ gọi tay này. Thì đi giữa cơ nhị đầu và cơ cánh tay. Và khi đi xuống đây, thì gì? Đi ra đánh nhị đầu ngoài. Đi ra đánh nhị đầu ngoài. Thì ở đây trở thành cái thần kinh gì? Thần kinh bì bằng tay ngoài. Đấy. Và cái thần kinh bì bằng ngoài như tên gọi của nó sẽ chi phối cảm giác là gì? Da của ngoài của ta, nhá, da của ngoài của ta. Trên đường đi, các bạn biết là thần kinh cơ bì nó đi qua khu vực nào thì nó chi phối một đầu cơ cơ đấy. Như vậy nó chi phối cho cơ nào? Cơ quạt cánh tay. Cơ quạt cánh tay. Thứ hai là gì? Cơ tay. Thứ ba là gì? Cơ nhị đầu cánh tay. Nhớ, nhị đầu cánh tay. Tại sao gọi là thần kinh cơ bì? Phần cơ và phần ở trên này
À, chị ngồi giữa tường. Và khi mà xuống đây, nó đầu tiên thì cái thần kinh bị ở bên ngoài thì nó chính là gì? À, chị có cảm giác nó ra là ngoài ngoài ta. Đấy, ta. Đấy, các bạn nhìn thấy đây. Đây là đây chính là thần kinh gì? Bị ở bên ngoài, nghe. Rồi. Nếu tổn thương thần kinh chu bì thì các bạn có dấu hiệu gì? Cơ bắp. Chu bì thường gặp cũng thường là những chấn thương nặng. Đây là một là ít khi được không? Thì một là một là yếu góc không biểu, thứ hai là mất cảm giác thì mặt trước ngoài là cảm giác. Đấy, đây là thông tin tôi hiểu. Tại chi phối cảm giác của những tôi hiểu các bạn nhìn đây. Chính là yếu góc này. Mặt gì? Tức là mặt gì? Trước ngoài. Trước ngoài. Trên đây, đây khi này, các bạn là một số thông tin tôi hiểu đây. Đấy, các bạn thấy đây là cơ đi đầu cánh tay đúng không? Đây là đầu dài, đây là đầu ngắn này. Đây là cơ gì? Cơ quả cánh tay này. Đấy, các bạn thấy đây là có ngoài. Đây là ngoài là dưới này. Còn những cơ bì nó xuyên qua này. Xuyên qua đây. Đó, đi xuống đây. Thì khi xuống đây là thấy cái đầu ngoài thì nó sẽ là cái cơ bì ở ngoài. Xuống qua đây. Đấy, các bạn thấy này. Cái này nó xuyên qua đây. Cái này nó xuyên qua đây. Cái này nó xuyên qua đây. Các bạn nhìn thấy cái cơ này có biết là gì không? Hình ảnh này là hình ảnh ngoài cái việc mà thì ngoài cái việc nó trở thành bình ở bên ngoài đây nó có chia này nó gì nó khớp bỉ khớp bỉ cho nên lúc chúng ta nói là nếu tổn thương thần kinh chu bì thì nó dẫn tới là gì yếu khớp bỉ đây nó chia cái nhánh này cái nhánh này là nhánh bắt đầu cho khớp bỉ của phần trước này đấy rồi thần kinh tiếp theo là thần kinh nách thần kinh nách cũng tách ra từ chu bì giống thần kinh chu bì à có đúng không? Thế ra từ đâu? Bó sau. Thế ra từ bó sau. Thế ra bó sau. Chúng ta học được bó ngoài xong chưa? Bó ngoài xong chưa? Bó ngoài xong hết rồi. Chúng ta học đi. Thế ngoài thần kinh trước. Chúng ta học thần kinh trước. Và gì? Và thần kinh chu bì. Thế chúng ta học đến bó đi. Học bó sau. Chúng ta học thần kinh nách. Chúng ta quay. Cho nó ra lại. Chúng ta học bó trong. Và chúng ta biết. Thì lần các cái hình tấp. Đấy. Rồi. Thế thần kinh nách này. Tôi cũng biết bài cơ các bạn đã học đến mấy cấu trúc tam giác tứ giác chưa? Rồi ạ. Học chưa? Rồi ạ. Ok, đồng ý tốt. Đây các bạn có này. Đầu tiên là thần kinh nách này. Chúng ta có đây là nguyên lý xuất phát từ đâu? Nguyên lý xuất phát từ đó sau. Nguyên lý xuất phát từ đó sau, tức là từ 56 đấy. Đường đi có liên quan. Đường đi có liên quan. Thì thần kinh nách đi qua mấy đoạn? À, thứ nhất là đi qua một đoạn, đầu tiên là đoạn nách. Còn thứ hai là đi qua gì? Đây, đi qua vị trí của bản ách luôn. Và liên quan như thế nào? Liên quan với cả cơ dưới vai, lỗ tứ giác và mạch ngay sau đây chúng tôi đã nói chuyện này có liên quan rồi thì chúng ta sẽ mô tả. Ở chia nhánh thì thần kinh nách chia làm hai nhánh, nhánh gấp đôi cho cơ delta là nhánh trước và nhánh sau là cái cơ tròn bé. Đấy. Trong một cái nhánh sau thì nó trở thành thần kinh bình ngay trên ngoài. Các bạn nhìn thần kinh này nhá. Thì này chúng ta thấy là đây là bó gì? Bó sau đây. Đúng không? Đây là gì? Thần kinh nách đây. Đúng không? Đấy. Thần kinh nách ở trên này hình này. Thần kinh nách. Đấy. Thần kinh nách đây. Đấy. 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 Và nó chui qua vị trí này. Đấy. Đường đi và liên quan. Đường đi và liên quan của thần kinh nách thì đi như thế nào? Xuất phát từ bó sau của thần kinh nách, thần kinh nách đi xuống, thần kinh nách đi xuống thì qua bờ dưới của cơ dưới vai. Đấy các bạn có cái cơ dưới vai này là cái mốc bờ dưới của cơ dưới vai này. Đấy, sau đó nó truy qua cái này, thế đó gọi là gì? Lỗ tứ giác. Gọi là lỗ tứ giác, lỗ tứ giác. Còn cái lỗ tứ giác này thì nó tạo thành bởi cái gì? Cơ tròn bé. À, một lần các bạn nhìn thấy đây, đây là cơ gì? Cơ dưới vai. Thứ hai là thông tin đây là cơ gì? Cơ tròn lớn. Và thứ ba là thông tin đây là gì? Đồ dài của cơ tam đầu. Và thứ tư nữa đây là gì? Xương cánh tay. Thì chúng ta thấy đây là bốn cái cạnh, bốn cái cạnh của nó, bốn cái cạnh của nó. Mà ở đây nếu các bạn nhìn phía trước thì đây là bốn tứ giác, đây là phía sau này, bốn tứ giác này. Đấy, cơ tròn bé này, cơ tròn bé phía sau nhá. Đấy, cơ tròn lớn ở phía trước này. Đấy, rồi cơ dưới vai này. À, xương cánh tay này và đầu dài cái tam đầu này
thì ở đây chúng ta có này cái đầu dài của cái tam đầu này, nó chia cái tam giác đến cái tam giác, và cái tam giác là tam giác bảo hạch tam đầu, đây tam giác bảo hạch tam đầu tạo thành từ một là xương cánh tay, từ gì ba, thứ ba cũng là từ đầu dài tam đầu, thì cái tam giác này nó bị cái cơ sọ lớn này nó chia làm hai cái nhỏ hơn, một cái bên trên này này người ta gọi là gì, người ta gọi là lỗ tứ giác, còn phía dưới này người ta gọi là tam giác. Cánh tay gì? Cánh tay làm đầu, đấy, cánh tay làm đầu, đấy. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái hình ảnh này. Đây nhá. Các bạn có đây là cơ gì? Cơ sọ kẽ. Đây là cơ gì? Cơ sọ lớn. Rồi đây là gì? Cơ tam đầu. Cơ dài cơ tam đầu và đây là gì? Xương cánh tay. Đây là cái hình ảnh mà các bạn sẽ nhìn thấy về lỗ tứ giác nha. Thì lỗ tứ giác phía trên của nó là gì? Phía trên là phía trước của nó là cơ gì? Dưới ba và cơ sọ kẽ. Tiếp sau đó là gì? Dưới nó là gì? Cơ sọ lớn đây. Đây cơ sọ kẽ này. Bên này là gì? Bên này là đầu dài của cơ tam đầu, và bên này là gì? Xương cánh tay. Thấy chưa? Như vậy thấy là hình ảnh về lỗ tứ giác. Có đi qua lỗ tứ giác này, chúng ta có hai cái thành phần. Một là thần kinh lách. Có đi cùng với thần kinh lách đó là gì? Đi cùng với thần kinh lách đó là động mạch mũ cánh tay sau. Mũ cánh tay sau. Các bạn có một mũ cánh tay là một bộ mạch mũ cánh tay trước. Và gì? Mũ cánh tay sau đi vòng quanh gì? Vòng quanh cổ thấp của xương cánh tay, vòng quanh cổ thấp của xương cánh tay. Thế thì khi nó chui qua cái lỗ tứ giác này, nó đi cùng với cả phần kinh sau thì ra vòng sau của tay. Thế khi đi đến đây này, thì nó chia làm gì? Nó chia làm hai nhánh. Qua nhìn lên một cái nhánh này, nó gọi là nhánh trước, và cái này gọi là gì? Nhánh sau. Cái nhánh trước này này, thì sẽ đi đến gì? Nhánh trước này sẽ đi đến gì? Cơ đến ba. Và một cái nhánh nhỏ đến đây, trong cơ gì? Cơ sọ kẽ. Còn lại là gì? Còn lại là cái nhánh này là nhánh sau. Thì nhánh sau đi tiếp tục đi xuống phía bờ dưới cùng của cơ tay xa này, và nó chọc ra phía gì? Chọc ra phía da để nó đầu tiên trở lại gì? Thần kinh bì cánh tay trên ngoài. Và đây là hình ảnh bên trên này, các bạn nhìn thấy. Nhưng mà chi phối cả giác ra vùng gì? Mặt trên ngoài của cánh tay chỗ này. Đấy, do thần kinh gì? Thần kinh nát chi phối và cái chỗ này chúng ta gọi là thần kinh bì cánh tay trên ngoài, cánh tay trên ngoài đấy, chi phối ra 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 và phần mặt trên ngoài của cánh tay. Rồi ở đây là cái ngành của xương cánh tay, xương cánh tay chưa? Rồi các bạn có chỗ này là vị trí người ta gọi là cổ phẫu thuật của xương cánh tay, đúng không? Cổ phẫu thuật xương cánh tay thì chúng ta biết là cái thần kinh nát này nó đi thì cùng với cả là những cái sau nó vòng quanh gì cổ thô sơ cánh tay. Như vậy trong các trường mà gãy gì gãy cổ thô sơ cánh tay này thì nó có nguy cơ gì? Có nguy cơ tổn thương thần kinh nách. Thế nên nguy cơ tổn thương thần kinh nách. Và cái dấu hiệu của thần kinh nách đấy là gì? Tất nhiên nó chỉ muốn cơ đơn ta nhưng mà là gì? Sẽ thiếu cơ đơn ta và không thể được các cái động tác của cơ đơn ta. Thứ hai là gì? Thứ hai là mất cảm giác ra mặt ngoài của gì? Cánh tay. Do chúng ta có cái thần kinh bì cánh tay trên ngoài. Đó, nhưng mà là gì? Okay, thì không cảm giác được ra thì ngoài cánh tay. Như vậy là xong rồi thần kinh nách nhá. Thần kinh nách này có gì hiểu không? Rồi bây giờ đến thần kinh quay nhá. Đây sẽ là gì? Tam giác cánh tay tam đầu. Sau đây là tam giác cánh tay tam đầu. Thì tam giác cánh tay tam đầu sẽ tạo thành kiểu gì? Một là gì? Xương cánh tay ở phía ngoài. Hai là gì? Phía trong nó là đầu dài cho tam đầu. Và chỗ này nó sẽ bị cắt rồi thì gì? Cơ sọ lớn. Được chưa? Như vậy một chút này là gì? Tạo ra cánh tay tam đầu. Đây các bạn nhìn ghi nhẹ ở trên này. Đây đi qua đây này, đi qua tạo ra này. Thế đi cùng với nó là cái gì? Chúng ta biết là thần kinh nách đi cùng với nó là cái này sau. Còn đi cùng với cả thần kinh quay đó là gì? Động mạch quay. Hả? Động mạch gì? Động mạch cánh tay sau. Được chưa? Động mạch cánh tay sau đi cùng với cả thần kinh quay. Đi xuống dưới, cô chui qua tam giác cánh tay tam đầu để gì? Để ra vòng sau của bàn tay và cấp máu lên phía sau của bàn tay này. Được chưa? Như vậy khi các bạn học trên sách cũng như khi các bạn đi từ ngành lâm sàng của các bạn đi mổ thì các bạn sẽ thấy là gì? Cái mốc mà chúng ta tìm
tìm thần kinh hay tìm động mạch thì chúng ta sẽ dựa vào nhau, cho nên cùng nhau. Khi chúng ta tìm đến thần kinh nách, muốn tìm thần kinh nách chúng ta sẽ lấy mốc đó là tìm gì? Tìm động mạch gì? Còn nách, thì động mạch nách là tìm thần kinh trước. Còn thì muốn tìm thần kinh nách thì chúng ta tìm gì? Động mạch mũ cái sau. Được chưa? Hai cái luôn đi cùng nhau. Chưa có lô tức khác. Đấy. Còn muốn tìm thần kinh quay thì các bạn tìm gì? Các bạn tìm động mạch cái sau. Bây giờ các bạn tìm động mạch cánh tay sâu. Và ngược lại, muốn tìm động mạch cánh tay sâu thì các bạn tìm gì? Các bạn tìm thần kinh quay. Nhớ hai cái đều luôn đi cùng nhau. Đấy. Thế thì ở đây các bạn nhìn thấy này, thần kinh quay khi nó chui qua này, đây là cơ của cánh tay, đây là cơ gì? Đây là cơ đi đầu nhớ. Đây là cơ cánh tay. Là sức cơ tăng của cánh tay. Thì khi đi xuống đây này, nó trong đây là nó vòng quanh gì? Trong đây vòng quanh này, rãnh thần kinh quay. Khi đi đến cánh thần kinh quay thì làm sao? Đây là thần kinh quay khi nó xuất phát từ đầu dưới của bài hát. Nó đi xuống dưới này. Đấy. Vòng qua đây. Đây là đang mô tả về cái cảm giác cánh tay đang vòng rộng không gì cả. Đây. Đây là nhà các bạn là cái này các bạn nhìn thấy bao giờ chưa? Cái hình tổng mạch các bạn nhìn rồi đúng không? Rồi. Nó có đây là trên này là phần này của mạch gì? Xuống đây bắt đầu từ đây để xuống đây là mạch gì? Nách rồi đúng không? Đi qua bờ dưới lúc bé chỗ này xuống bắt đầu là mạch gì? Cánh tay rồi đúng không? Đây chưa là mạch gì đây? Buông cái ngay sau vòng qua như này. Ok. Xuống đây là từ đây. Xuống mạch gì? Xuống mạch cánh tay sâu. Nhưng mà cánh tay sâu là ngắn như lớn nhất của đồng mạch gì? Cánh tay nhá. Ở đây chúng ta có đây là cơ lưng rộng này. Đây là cơ lưng bé. Đây là gì? Độ dài cơ tam đầu này thì cái vị trí này là đây là tam giác gì? Tam giác trước đây là mình quay cái trước về tam giác cánh tay tam đầu này thì đây chính là vị trí này là động mạch gì? Động mạch cánh tay gì? Cánh sau nhớ đấy. Và khi đây đi xuống đây thì đi xuống tận đây đấy cánh tay sau đây và gì? Và nó đi cùng với cả thần kinh gì? Thần kinh quay nha, đi cùng với thần kinh quay đi từ và đi sau đây thần kinh quay. Rồi, đây, các bạn có tìm hình bên này. Đấy, đi xuống đây. Không đánh thần kinh quay. Rồi, cái khi đi xuống đây thì nó làm sao? Thì nó, khi nó đi ở vùng cả vùng cánh tay phía sau thì cái thần kinh này nó sẽ chia ra các cái nhánh để gì? Để chi phối vận động cho các cái cơ gì? Vùng cánh tay sau. Trong đó có cơ gì? Tam đầu. Cơ tam đầu, cơ tam đầu. Cơ tam đầu, ba đầu. Thì ở đây chúng ta có này. Đây là hai cái, đây là đầu gì? Đầu ngoài của cơ tam đầu. Đây là cơ tam đầu này. Đây. Các bạn nhìn thấy đầu ngoài của tam đầu này. Dưới này sẽ là đầu gì? Đầu trong. Và đây sẽ là đầu dạng. Nhá. Thì cái thần kinh quay nó sẽ đi lách như gì? Giữa hai đầu, tức là đi giữa đầu gì? Đầu ngoài và đầu gì? Đầu trong. Trong trạng thần kinh quay. Vì cái nơi mỉ của cái đầu dài của trong nó sẽ đều bám vào gì? Đều bám vào hai cái đầu, hai cái dạng thần quay này này. Được chưa? Thì thần kinh quay sẽ đi ở giữa đây. Đấy, đi trong rãnh thần kinh quay. Đây. Như vậy là ở cái đoạn đầu này thì nó gì? Nó đi giữa đầu ngoài và đầu trong của cơ tam đầu. Sau đó khi đi xuống dưới này thì nó chọc qua vách răng cơ hoàn cho cái này. Cái hình này, các bạn nhìn đây. Đó là vách răng cơ hoàn. Sau đó để nó ra vùng gì? Để nó ra cái vùng này. Tức là ra vùng. Hay chính xác là ra vùng này. Là rãnh nhị đầu hoàn. Rãnh nhị đầu hoàn nhá. Như vậy ở cái vùng này chúng ta đi xuống đến đây là giống khi chúng ta đi đầu ngoài nó bắt đầu xuống đến vùng gì? Vùng cửu rồi. Được chưa? Vùng cửu rồi. Đấy. Thì ở rãnh nhị đầu ngoài này thì thần kinh quay chia bắt đầu khi xuống đây chia làm hai nhánh, nhánh nông và nhánh sâu. Ở đây các bạn nhìn thấy đây, nhánh nông này, nhánh nông đi dưới sự che phủ của cái cơ này là cơ cánh tay quay. Đấy, mà nó đi xuống dưới này cùng với cả đây là cái các bạn nhìn thấy đây là gì? Động mạch quay nhá. Và đi xuống này tạo thành bó mạch quay đi xuống dưới cùng cổ tay. Còn lại nhánh sâu đây, các bạn nhìn thấy cái nhánh này là nhánh sâu này. Nhánh sâu thì làm sao? Nhánh sâu đi sát với cả cái phần của trọn xương quay và sau đó xuyên qua cơ ngửa, xuyên qua hai lớp cơ ngửa để ra vùng gì? Ra vùng cánh tay sau, ra vùng cánh sau. Đây, khi mà cái nhánh sâu nó đi qua cơ ngửa này để ra vùng cánh tay sau này thì làm sao? Thì nó chia cái nhánh để vận động hết cho toàn bộ cái gì?
chia ngày vận động toàn bộ cho vùng gần tay sau, bao gồm toàn bộ các cái cơ cụ suốt này. Đây chúng ta nhìn thấy nó chia cho các cái nhánh cơ. Đầu tiên là các cái nhánh cơ cánh tay chúng ta biết rồi là gì, là khi nó đi qua vùng cánh tay, đương nhiên nó chỉ muốn toàn bộ vận động luôn cho vùng gì, vùng cánh tay sau này, đúng không? Rồi còn lại vùng cẳng tay phía sau, cẳng tay này thì nó chia toàn bộ cái nhánh cơ động của nó. Đây các bạn nhìn thấy cơ cánh tay này, cơ cánh tay quay này, cơ dưới của tay quay ra này, cơ tam đầu này, cơ cửu này. Đấy, các cái nhánh cho nó chia đi, chia ra để hoạt động có các cái cơ này. Như vậy tóm lại phần kinh quay chỉ có những cơ nào, toàn bộ các cơ vùng mà sau cánh tay cẳng tay sau, được chưa? Toàn bộ các cơ vùng cánh tay cẳng tay sau và thực hiện động tác của nó là gì? Duỗi cánh tay là có cửu, duỗi cẳng tay, duỗi cổ tay, duỗi bàn tay, chúng ta đều thực hiện động tác của do phần kinh quay chi phối. Ngoài cái việc mà nó tách ra cái nhánh cho cơ thì nó còn có nhánh tiếp theo, đó là nhánh bì. Bì thì nó tách ra những bì cái tay sau, đây là những bì cái sau, có ba nhánh bì, thì ba nhánh bì đấy các bạn, đây là bì cánh tay sau này, thứ hai là những bì cánh tay sau này, bì cánh tay sau đây. Còn nhánh thứ ba đó là thành chân bì ở tay dưới ngoài. Như vậy là toàn bộ cái vùng gì, vùng phía sau của cái gì, vùng cánh tay này, và vùng mặt sau của cái cánh tay là do gì, thần kinh quay này chi phối cảm giác. Cái chuyện này. Thế còn ở xuống dưới cổ tay thì sao? Xuống dưới cổ tay của bàn tay thì thần kinh quay khi đi xuống dưới này thì khi qua cái vị trí vùng mố biểu này thì nó đi xuống vùng cẳng tay. Khi xuống vùng cẳng tay thì nhánh sâu vẫn tiếp tục mà nó gì, nó vẫn là các cái cơ ở đây. Cái nhánh này nó gọi là nhánh vận động, còn nhánh nông được gọi là nhánh cảm giác. Thì nhánh nông đi cùng với cả gì, nhánh nông đi cùng với cả vùng quay này. Các bạn thấy nhánh nông đi cùng với cả vùng quay và đi xuống dưới. Thì khi đi xuống dưới vùng cẳng tay thì nó sẽ dưới theo cái cơ cánh tay quay này. Sau đó là gì, đi xuống đây thì nó luồn ra phía sau cổ chân của cơ cánh tay quay này, thì ra phía gì, phía mu tay. Đây là cái vị trí đoạn nó luồn này, ra phía mu tay này. Khi ra phía mu tay này nó trở thành các cái nhánh bì, và nhánh bì này nó sẽ chi phối cảm giác cho gì, cho mình, cho bạn thì ăn ngón. Đấy, nhưng mà tính từ gì, tính từ lỗ nào, tính từ lỗ gần và lỗ gì, lỗ giữa. Còn cái lỗ xa này là do gì, còn khi nào chi phối, còn khi giữa chi phối. Thấy chưa? Nghi dưỡng chi phối. Đây. Đấy. Là các cái nhánh mà gì? Mà cảm giác của vùng cánh tay. Nha. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Như vậy toàn bộ cái chỗ này là do gì? Thần kinh quay chi phối. Như vậy nếu mà gì? Nếu mà có tổn thương của các bạn cảm giác đến cây bì vị trí này. Đúng đấy. Đến cây bì vị trí này. Tức là có tổn thương thì nhánh tận của thần kinh quay thì bao gồm các cái nhánh sâu. Nhánh sâu ở đây chúng ta có thứ nhất đấy là gì, thứ nhất đấy là các cái nhánh mà vận động cho gì, vận động cho cơ của vùng cẳng tay này. Trong đó các cái cơ này chúng ta kể lại tên các cái cơ, các bạn cơ tay sau có bao nhiêu cơ, bao nhiêu cơ nhỉ? 12 cơ chia làm hai lớp. Có lớp thì cơ đông có mấy cơ, 7 cơ. Có lớp sâu có gì, 5 cơ, được chưa? 5 cơ. Trong đó có những cơ các bạn lưu ý, đấy là những cơ mà nó cho gì, cho móng cái này. Các bạn có cơ gì, dặn dài chuỗi ngắn này, cơ dần đi cùng hoa và gì, và chuỗi dài nha. Dặn dài chuỗi ngắn, chuỗi dài, dặn móng cái dài, chuỗi móng cái ngắn,
và dùng cái giảm để cho mình đi chọn đối với nó. Tầm vinh quanh chi phối vào những lớp đường của ngày sau nó chi phối ngoài cái việc mà nó chia thì ngoài cái việc mà nó chia nhánh các cơ này thì nó còn cho cái nhánh này đấy là cái thần kinh da cốt nó cốt sau đây cái thần kinh da cốt sau này thì nó cũng giống như thần kinh da cốt trước, tức là đi sát cái gì sát cái mạc da cốt, sát cái mạc da cốt và khi đi xuống đây thì nó sẽ chia nhánh để vận động cho các cái cơ ở thì ở cái lớp sau thì các đồng hồ cơ được sau. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây, đây là cơ gì? Cơ ngửa đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy ở vị trí cơ ngửa này, cơ ngửa có mấy lớp? Hai lớp. Hai lớp, đúng không ạ? Thần kinh giữa các bạn thấy nó chui ra hai lớp của cơ gì? Cơ sấp tròn. Còn thần kinh quay thì sao? Nhìn thấy sâu thì không sao? Chui giữa hai lớp của cơ gì? Cơ ngửa. Nha, ở đây các bạn thấy đây. Chui giữa hai lớp của cơ ngửa. Cho nên trong một số trường hợp nếu mà hổ lương ở vị trí ở trên cao này, trên cao này hoặc cái xương của người ta cũng tập người ta đi vào đường này mà người ta để bộ cơ người người ta luôn luôn là gì cần phải lưu ý tránh đi làm cho mình quay dễ ở trường người ta đi là nếu mà cái xương của trên cao mà người ta có kết vào cái cơ người này thì có nguy cơ ở dưới mình quay và nguy cơ mình quay hoặc một cái trường hợp nữa các bạn có thể làm đó là gì đấy là nếu mà với cái đầu trên của xương quay đầu trên xương quay các bạn biết được nó quay cái thần kinh quay người ta đi sát với cả đầu trên của xương quay nếu trong trường hợp đấy mà thì cái đầu trên nó bửa ra phía ngoài này thì nó nguy cơ vào đi nguy cơ nó khúc vào cái thần kinh ở vị trí này thì nó chọc qua và cũng rất tới những lúc lâm sàng đấy là bệnh nhân có gì có liên quan đường lâm sàng liên quan chúng ta sẽ gặp trong một trường hợp ở cái đầu trên xung quanh còn tiền ra thì có liên quan hay không thứ hai là gì trong trường có vết thương chém như thế này có liên quan hay không đây tổn thương thần kinh quanh. Chúng ta nói rất nhiều trường hợp rồi, nhưng mà kinh điển vẫn là trường hợp gì? Các bạn nhìn hình ảnh thế nào không? Đây là cái xương cánh tay, cái tân xương cánh tay của ba giữa và cái mảnh dưới này. Chọc vào thần kinh quai. Các bạn biết là thần kinh quai đi ở phía sau không? Vậy là thì đi sát với cả xương và sát mà trong cánh thần kinh quai. Khi gâu gãy này, không phải tất cả các trường hợp là đều là gì? Có tổn thương thần kinh quai. Tuy nhiên là khi gãy cánh tay của ba giữa thì chúng ta luôn nghĩ đến là gì? Có nguy cơ tổn thương gì thần kinh quai. Nếu các bạn nhìn ở phía trên này, thần kinh quai đi trong cánh thần kinh quai này, hoặc là như vết ngang đối vị trí này, tức là gì? Nguy cơ tầm rẻ, co kéo. Thì các bạn biết là gì? Cái xương của ta là gì? Nó cố định là gì? Các cái cơ bám vào đấy, đúng không? Cái cơ khi có cái xương thì làm sao? Thì sẽ các cái cơ co kéo như vậy là dẫn tới là gì? Sẽ có gì lại? Sẽ có gì lại? Và cái việc mà gì? Nó co kéo tầm rẻ đi lại nữa. Các phần mềm vậy thì thần kinh dễ dàng nguy cơ bị gì kẹt đấy nhưng mà một là có thể bị giật thứ hai có thể bị đứt hoặc là hoặc là bạn vân vân rồi nếu tổn thương thần kinh quai thì các bạn sẽ thấy là gì nó có dấu hiệu này nó là dấu hiệu gì bàn tay rủ hay là bàn tay rơi hay bàn tay cổ cò bàn tay như này bàn như này tại sao như này mất thì nó không vội mệt hả? Đúng rồi. Nếu mà đối lập với thần kinh giữa là gì? Bàn tay ngửa này. Thì ở đây thần kinh quai chi phối toàn bộ cái cơ ở mặt sau của bàn tay. Nhưng mà nếu bệnh nhân có tổn thương thần kinh quai thì bệnh nhân không duỗi được cổ bàn tay, không duỗi được các ngón tay. Và do ở phía trước cái cơ ở ngăn trước bàn tay rất là khỏe, nó sẽ gì? Dần dần nó sẽ co kéo cái tay lên tạo như này, nó không thoát lên được, không rủ được. Ok chưa? Rồi như vậy là bàn tay đến như là bàn tay rủ. Hay là bàn tay rơi. Nếu gọi thì bàn tay kinh dưa nó một chút là bàn tay gì? Bàn tay dừa. Bàn tay dừa. Đây là chiếc của cảm giác của mình. Bàn đâu? Kèm với cái việc gì? Kèm với việc tổn thương tấn quay liền vào đầu. Các bạn thấy là dối loạn cảm giác ở đâu? Dối loạn cảm giác ở vị trí này. Tức là gì? Phần gì? Phần cu tay này. Giữa thì có cái và trỏ. Vâng. Rồi. Ngoài cái trường này các bạn có thể gặp trường nào gặp trường hợp không tổn thương nằm dưới cái tay ở vùng nách này do một cái vai ở vùng nặng ở vị trí này nó là gì tổn thương ở trên cao như này nếu tổn thương ở trên cao như này tức là gì có thể tổn thương cả ba dây thần kinh quay tụ giữa chứ không chỉ riêng của dây thần kinh không chỉ riêng của dây thần kinh quay rồi bây giờ đến thần kinh trục
các bạn có ba cái kinh rồi, học xong ba cái kinh các nghỉ là ba. Để cho các bạn và sáng mai. Nhưng mà cái bạn thấy bạn cứ cuốn khác chưa mà là bơi. Những kiểu cánh tay ấy, đã học xương đâu. Học luôn cái gì? Học luôn cái này. Đừng học luôn. Đừng dán để nó nghỉ. Sau này nghỉ là học luôn 3 giây nữa nghỉ. Học luôn. Em nghỉ ra là mấy phút. Không, các bạn cứ học cái chủ là xong rồi. Chủ là cái chủ này các bạn nghỉ là. Ừ, cái chủ này thì các bạn biết là gì? Nguyên ủy được, nguyên ủy được các bạn nhớ từ đó đi. Một trăm hàng trăm hàng ngàn, nhé. Đây là cái chủ này. Thì cái chủ này nó cũng đi qua cái đoạn giống như là gì? Giống như là đi quay và giống như là đi gì? Đi giữa. Đây. Đấy, mọi người đau mắt. Đây là nhà, đây là nhà. Dạ. Rồi. Thì các nhà, thì được vinh dụng cho các cái nhà kia gì? Cho các nhà kia vùng cẳng tay và đến tận ở gì? Đến tận quả tay. Rồi. Đường đi và đi qua. Thì ở đây các bạn thấy đây này. Thần vinh chủ này. Thần vinh chủ sau khi nó đi xuống qua ở đường dưới cái bụng bé này thì nó nằm giữa gì? Nằm giữa động mạch và tĩnh mạch. Đấy. Chính xác hơn là thần kinh trụ nằm ở phía trong hơn so với gì? Trong hơn so với động mạch nát. Và nó có thể bị bắt chéo ở phía trước và phía sau tĩnh mạch nát. Hay là dù đây là tĩnh mạch nền. Bắt chéo phía trước và phía sau. Sau đó nó sẽ đi ở phía trong hơn so với cả tĩnh mạch nền nữa. Đấy, tức là thần kinh trụ nó sẽ nằm trong nhất. Được chưa? Rồi. Đây là hình ảnh của các bạn đấy về thần kinh trụ. Đoạn tiếp theo là đoạn này. Là nó đi qua cánh tay. Thì đây, khi nó đi qua cánh tay thì gì? Nó cũng nằm ở trong vùng cánh tay. Khi sát vùng đỉnh của pha dưới vùng cánh tay thì nó bắt đầu chọc qua vách giang cơ trong, chọc qua vách giang cơ trong, đi trong rãnh thần kinh trụ. Đây. Và khi nó đi chọc qua vách giang cơ trong thì đi cùng với cái động mạch. Cái động mạch gì? Động mạch gì? Động mạch bên trên. Thấy chưa? Còn những gì? À, như vậy cái mốc mà các bạn tìm ở thần kinh trụ trên lâm sàng đấy là gì? Hoặc là trên xác đấy là gì? Các bạn cũng tìm được gì? Các bạn cũng tìm được động mạch. Thấy chưa? Còn những gì? Rồi. Trên hình ảnh và cắt qua cái vùng 1/3 dưới của cánh tay. Thì các bạn cũng tìm thấy đấy là sau này bên trên thần kinh trụ là. Đây là hình ảnh mà các bạn thấy khi nó đi sát xương ở đoạn này. Đây là đoạn vùng biểu. Đoạn vùng biểu thì cái thần kinh trụ này nó đi là gì? Đây là vách giang cơ trong đây. Và nó cho vách giang cơ trong đi xuống này. Khi đi xuống vùng cẳng tay thì nó lách giữa hai đầu của cơ cấp của dây trụ. Lách hai đầu của cơ cấp của dây trụ. Và đoạn này nó đi che phủ một phần của cơ cấp của dây trụ. Sau đó nó đi xuống vùng cẳng tay. Khi nó vùng ba dưới cẳng tay thì là gì? Nó bắt đầu lộ ra ở phía ngoài. Đúng không? Thế thì ở đây là các bạn nhìn thấy là rãnh thần kinh trụ. Đúng không? Thần kinh trụ tạo thành bởi giữa gì? Giữa dòng dọc của xương cánh tay và đi đồi cầu gì? Đồi cầu trong. Đấy, cho nên là chúng ta lưu ý là trong một số trường nếu có vỡ đồi cầu trong này thì có nguy cơ là gì? Tổn thương. Nguy cơ tổn thương thần kinh trụ. Ở đây chúng ta nhìn thấy nguy cơ tổn thương. Đây. Đây là hình ảnh thần kinh trụ đi xuống dưới qua rãnh thần kinh trong. Và khi xuống đây nó dưới sự che phủ của cơ là cơ gì đây? Cơ mô tại chỗ đánh trụ là cơ mô tại chỗ đánh trụ. Khi rơi đến khi ở phía trong cơ mô tại chỗ. Đây, vẫn là cái hình ảnh này. Chúng ta đã nhìn rồi. Khi nó đi qua cái đánh trụ ở vị trí này thì các bạn thấy đây là cái đầu của cơ sắc tròn. Thấy chưa? Đây là cơ sắc tròn. Còn đây là gì? Cái cơ gốc của đánh trụ này. Cơ quay trụ đã cắt bớt một phần rồi này. Và các bạn thấy nhìn thấy không? Đây là gì? Cái đi ở giữa đi. Hai đầu của cơ gốc đánh trụ. Khi đi xuống này, khi nó dưới sự che phủ một phần của cơ gì? Cơ gốc của cổ nông. Hay nó chính xác hơn nó đi giữa gì? Cơ gốc của cổ nông và cơ gốc sông. Khi xuống đây, bắt đầu nó đi dần dần từ gì?
từ phía trong ra phía ngoài, tức là đoạn 2 phần 3 trên thẳng tay này nó có sức che phủ cơ. Nhưng khi đi đoạn xuống 1 phần 3 dưới vùng thẳng tay thì thần kinh trụ đi ra thì cũng đi ra mông hơn, đi ra mông hơn. Đấy. Sau đó thì nó lướt qua vị trí của xương đậu này và hãm thịt, hãm vùng gốc để đi xuống vùng thịt, vùng cổ tay. Và từ đây từ dùng vùng cổ tay đi xuống nó chia ra cái tận của vùng cổ tay. Thế khi nó đi xuống dưới này, các bạn nhìn thấy ở cái hình ảnh bên cạnh này là gì? Là khi nó đi như vậy thì là gì? Nó sẽ lộ ra ở vùng gì? Lộ ra ở vùng cổ, vùng cẳng tay, vùng ba dưới này. Đấy, nó đi cùng với nó là gì? Đi cùng với nó là đồng hành trụ. Và ở vị trí này thì chúng ta có thể thấy là gì? Thần kinh trụ thì nằm ở phía gì? Phía ngoài hay trong? Trong. Phía trong hơn so với gì? Đồng hành trụ. Đấy, được chưa? Còn thần kinh quay thì các bạn có thấy là gì? Nằm ở phía gì? Ngoài. Phía ngoài hơn. Cho nên người ta tạo ra một cái dấu hiệu đấy là thần kinh đóng cột động mạch. Thần kinh đóng cột động mạch tức là các bạn có thể thấy là thần kinh ở phía ngoài, phía bên trong. Vậy đó, cái cột động mạch ở phía gì? Ở giữa này. Rồi, sau khi nó lướt qua bờ ngoài xương đầu này và hãm lưng các bạn rồi đi xuống vùng gì? Vùng gan tay. Và ở đây bắt đầu chia cái hình tắc. Đây là hình ảnh văn giới thần kinh trụ. Và chia thành các cái thần kinh giống như là
đi giữa và thần kinh gan nói chung. Thì từ đây nó sẽ chia ra các thần kinh gan nói riêng. Pi và do thì một cái nhánh lông cho bờ gì ở trong cổ móng năm và một cái thần kinh gan nói chung cho hai cái bờ móng liên kề móng bốn và móng năm. Như vậy là nó sẽ chi phối cảm giác cho gì cho 1,5 ngón tính từ móng năm. Đây. Còn cái nhánh này và nhánh gì? Nhánh sâu. Cái nhánh sâu của thần kinh trụ ấy thì nó sẽ đi cùng với cả cung mạch cánh tay sâu, đi cùng với cung mạch cánh tay sâu và gì? Nó xuyên ra ở phía sau của gì? Phía sau của các cái gân gấp. Ở đây là các bạn nhìn thấy đây. Ở cái nhánh này, nếu các bạn nhìn, đây là thần kinh trụ thì đây là cái gì? Nhánh này chính là cái nhánh đông này. Thấy chưa? Nhánh đông người ta cắt bỏ rồi. Đây là cái nhánh gì? Nhánh sâu sẽ đi cùng với cung mạch cánh tay sâu, đấy đi cùng với cánh tay sâu. Và cái nhánh sâu thì nó, nếu chúng ta nhìn thấy bên cạnh này, các bạn dễ nhìn hơn. Thì đây là thần kinh trụ này, thì đây là nhánh đông này, nhánh đông đi xuống đây. Thì nó chia ra một cái nhánh này, là nhánh cho bờ trong và nam và một cái nhánh để cho gì? Nhánh cho thần kinh gan nói chung ấy, để cho sau kia là hai cái thần kinh gan nói riêng để cho 1,5 ngón này. Thấy chưa? Nhớ đến nhánh đông nhá. Đây là nhánh sâu này, nhánh sâu qua thì cái này nó vòng như này. Thì nhánh sâu như vậy là nó đi ở giữa các cái cơ của ô bộ út. Chúng ta có ba cơ út, đấy là cơ gì? Cơ gì? Cơ này là cơ gì? Dạng út này, gấp út ngắn này và cơ gì? Cơ đối chiếu ô bộ út. Thấy chưa? Thế thì cái thần kinh trụ của nhánh sâu ấy là gì? Nó đi lướt qua lúc cái vị trí của cái cơ đối chiếu ô bộ út này, chọc qua vị trí này. Chọc qua vị trí này. Thế các bạn nhớ đây, chọc qua vị trí của cơ đối chiếu ô bộ út này để đi vào gì? Đi vùng sau. Và khi đi xuống đây này, từ đây các bạn nhìn thấy các cái gân gấp này, cái gân gấp này sẽ đi ở phía trước của nó, tức là đi ở phía sau của các gân gấp. Đấy, nhìn chưa? Khi đi vòng sang đây thì nó chia các cái nhánh để cho gì? Chia các cái nhánh cho một là cho gì? Để chi phối cho các cái cơ của phần gì? Của cơ cái. Trong đó nó chi phối những cơ nào của cơ cái? Một là, đây, cái nhánh này các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây là nhánh sâu của trụ nhá. Thứ nhất là nó chi phối cái cơ của phần móng út này, đương nhiên nó chi phối toàn bộ cái cơ của móng út rồi, trong đó cũng là có cơ dạng móng út tương đối móng út này, rồi cơ các móng út ngắn. Ngoài ra nó còn chi phối cái cơ của móng cái. Thì đây chúng ta thấy là nó có nhánh, một là cho đi nhánh cho cơ, đây là cơ gì? Cơ dạng móng cái. Đây là cơ gì? Đây còn đây mà gốc móng cái ngắn, thấy chưa? Đây là cơ gì? Đối chiếu. Và đây là cơ gì? Khép. Thì cái thần kinh trụ này nó cho nhánh cho hai cái cơ của cổ cái, đấy là gì? Đấy là cơ này. Đấy là cơ gốc của cái này nhá. Đầu số gốc của cái. Và đây các bạn nhìn nhánh vào đây nhá. Đây là cái gì? Cơ gì? Cơ khép của cái. Ngoài ra còn cho cái nhánh cho gì? Cho cái cơ rút 3 và cơ rút 4. Cơ rút 1, 2 cho cái gì cho? 1, 2 là thần kinh giữa. Nhá. Còn 3, 4 là do gì? Thần kinh trụ. Thần kinh trụ. Nhá. Thần kinh trụ. Thì bốn. Như vậy là gì? Nếu các bạn thấy là gì? Cái thần kinh trụ ở vị trí này, nếu các bạn làm thì nó chi phối cái gì? Tóm lại, nó chi phối toàn bộ cơ của ống út, chi phối thêm gì? Cơ rút 3, 4. Và chi phối gì? Hai cơ một cái là rất là ngắn và cách một cái. Được chưa? Thần kinh quay nó chi phối cơ nào ở đây không? Không chi phối cơ nào ở vị trí này. Thần kinh giữa chi phối cơ gì? Thần kinh giữa ở đây chi phối cơ gì? Thần kinh giữa chi phối các cái ô của ô cái, tất cả ô cái trừ cơ gấp móng cái ngắn và cơ khép móng cái. Và thần kinh giữa chi phối lên cơ rung gì? Một nói chung là cái này nếu các bạn về các bạn học bài sách thì các bạn sẽ nhớ hơn. Ở cái hình ảnh thế này thì là phân nhánh cảm giác. Phân nhánh cảm giác của thần kinh trụ là như thế nào? Nếu chúng ta có 3,5 ngón này là của gì? Thần kinh giữa thì 1,5 ngón đến cái móng út này trở ra ngoài của là gì? Của gì? Thần kinh trụ kể cả gì? Kể cả toàn bộ cái phần gì? Gan tay và gì? Cụ tay. Từ gì? Từ giờ lúc này là thần kinh gì đây? Cơ chi phối nhá. Thần kinh trụ nhá. Bây giờ tổn thương thần kinh trụ này, tổn thương thần kinh trụ này chúng ta vừa nói nó bắt đầu là gì? Nếu chúng ta vỡ thì
vỡ trong cuộc sống. Rồi. Nguyên nhân có thể gãy đầu dưới sự cánh tay của cổ xong hoặc vết thương cổ đường thì đây là dấu hiệu của tay gì? Vượt trội. Cốt trụ thơ như thế nào? Tay như này, như này. Đây là dấu hiệu vượt trụ. Nếu bỏ nên thực hiện động tác là duỗi ngón bốn và duỗi ngón năm thì bệnh nhân sẽ không thực hiện được do tổn thương kín trụ. Kèm theo đó là tê vì mặt gan tay và mặt mông tay của ngón bốn và gì? Mũ. À, xương ngón năm và ngón đường gì? Ngón bốn. Đây là dấu hiệu, người ta gọi là dấu hiệu vô trụ nhá. Như vậy các bạn có ba cái tổn thương dưới thần kinh, thần kinh giữa đó là bàn tay gì? Nửa. Thần kinh quay là bàn tay gì? Sắt rú. Rú rú. Và bàn tay rơi. Và thần kinh trụ đó là gì? Trụ. Ok, được lắm. Thì các bạn có thể nhìn lên bên này, cái thần kinh này nó sẽ đi ra gì? Ra cảm giác ra của mặt tử cung của cánh tay. Và đương nhiên là cái hoang tâm này, còn cái này chi phối. Rồi. Đây là hình ảnh mà chúng ta nhìn lại về cái này của nó đâu? Đây là gì cả? Trong. Cái thần kinh này thì nó liên quan với gì? Một là liên quan với cả gì? Cái mạch nách. Thứ hai liên quan với cả tĩnh mạch nách. Còn dưới tĩnh mạch nách đấy là gì? Tĩnh mạch nền. Tất nhiên tĩnh mạch nền là khu nhà máu của tĩnh mạch nách, của tĩnh mạch dưới đỏ. Đấy. Thì cái thần kinh này nó nằm ở phía gì? Phía trong hơn so với cả động mạch và trong hơn so với cả tĩnh mạch. Nó có thể bắt chéo ở phía trước và phía sau của tĩnh mạch. Và thần kinh này thường nhận thêm một nhánh nối, thường nhận thêm một nhánh nối với cả thần kinh giao sườn cánh tay. Đây, đây là cái nhánh nối với thần kinh giao sườn cánh tay đấy. Các bạn nhìn nhìn này. Để cảm giác đau phần dưới của cánh tay. Đây, đây là hình ảnh mà các bạn thấy. Mà một cái phần mặt trong này là do gì? Thần kinh thần kinh bì gây trong chi phối. Rồi, giờ thần kinh bì thần kinh trong, bì thần tay. Như tên gọi của nó về số gì? Chi phối cảm giác cho da phần gì? Trong một bàn tay. Thì cái thần kinh này cũng có nguyên lý giống như cái bì cổ đấy. Giống như cái bì của kinh bì thần kinh trong. Tuy nhiên là gì? Nhiên quá cơ bì của nó dài hơn. Tức là đi từ nách này xuống cánh tay. Và đi xuống tận hơn bàn tay. Đây là thần kinh bì trong. Đấy, trong. Thì hiện nay chúng ta nhìn thấy thần kinh nó đi xuống dưới này. Và khi mà đi xuống dưới bố mình này thì thần kinh chọc ra mặt cánh tay để ra đông, để ra đông và cảm giác ra cho gì, cho mặt trước trong và mặt sau trong của cánh tay. Thần kinh này cũng có liên quan với tĩnh mạch nền và với cánh tay và cánh tay, thì là nó cũng là thay phần là một phía đi phía trong. Phía trong so với cả tĩnh mạch và phía trong so với động mạch cũng giống như thần kinh bì ngay trong thôi, tuy nhiên là quãng đường dài hơn. Đây là cái chi phối của thần kinh bì cánh ngay trong và bì cánh ngay trong. Đây nhìn ở dưới này các bạn nhìn đây là chi phối của bì cánh ngay trong, còn phía trên này là chi phối của bì ngay trong. Đây là mặt cam tay và đây là mặt cung tay, thì chúng ta có nhìn thấy đây hai đây và đấy là các bạn xong cái phần thần kinh chi trên, kết thúc phần thần kinh chi trên ở đây. Qua thần kinh chi trên đâu